phút bọn em chấm dứt thì chúng ta bắt đầu cầu nguyện. Hôm nay là ngày 8 Tây tháng 10, 2019. Chúng con là thành viên đồng nhiệm của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Nguyện xin đấng tối cao, trời Phật, hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sớm hoàn thành sự nghiệp giải thể chế độ tà quyền Cộng sản tại Việt Nam, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Bài cầu nguyện chấm dứt thì mời anh chị. Lê xin trân trọng kính chào Tổng thống Đào Minh Quân, quý giới chức, quý đại biểu, quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, cùng tất cả đồng bào, cô, chú, bác, anh chị em khắp nơi, trong và ngoài nước. Dạ, mời chị Kim. Con xin kính chào Tổng thống Đào Minh Quân và phu nhân. Con xin kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, các vị tướng lãnh trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Kính chào quý đại biểu, kính chào quý đồng nhiệm và xin kính chào quý cô dì chú bác, các anh chị em trên toàn thế giới. Kính chào Tổng thống Đào Minh Quân và phu nhân. Kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Kính chào các đại biểu và đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam Đệ Tam Cộng Hòa. Và kính chào toàn thể quý cô bác, anh chị em, tất cả người Việt Nam trên toàn thế giới. Cảm ơn anh Tệ và cảm ơn chị Kim. Thì hôm nay anh Tỷ và chị Kim trở lại chương trình live stream để chia sẻ và nói những gì mà Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa và Tổng thống Đào Minh Quân trên cái con đường cứu lấy đất nước Việt Nam của chúng ta. Nên một tuần thì Pha và chị Kim, là anh Phan hay là anh Tỷ, thì sẽ live stream 3 ngày một lần, tức là một tuần 2 lần, để đem cái tiếng nói của mình gửi đến cho tất cả đồng bào Việt Nam thân yêu trên khắp nơi trên toàn thế giới. Những gì mà Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa và Tổng thống Đào Minh Quân đang làm và muốn cho tất cả đồng bào biết để mà cùng chung tay cứu lấy đất nước quê hương của chúng ta trước cái thảm họa diệt vong 2020. Thì hôm nay bắt đầu thì chị Kim sẽ đọc tiếp về tiểu sử của Tổng thống Đào Minh Quân, rồi chúng ta bắt đầu bàn luận và chia sẻ những gì mà cho đồng bào và anh chị em biết cái lợi ích khi chúng ta giải thể Cộng sản Việt Nam là như thế nào, và một người nào lãnh đạo đất nước để đưa đất nước Việt Nam chúng ta tiến lên tự do. Dạ, mời chị. Trước khi tiếp tục cái phần tiểu sử của ngài Tổng thống Đào Minh Quân thì con xin đọc lại cái phần đã đọc hồi kỳ rồi. Dạ. Để nhắc lại cho có tính cách liên tục. Khái lược tiểu sử của Tổng thống Đào Minh Quân thuở thiếu thời. Ngài Đào Minh Quân, tự là Đào Văn, sinh năm 1952 tại làng Thị Nghè, tỉnh Gia Định, thân phụ là cụ ông Đào Thế đã tạ thế, quê quán làng Trúc Lâm và thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Hạnh, chánh quán làng Phủ Cam, tỉnh Thừa Thiên, qua đời sau khi đoàn tụ gia đình tại Hoa Kỳ. Thuở nhỏ, Ngài theo học trường tiểu học Thánh An Tôn,
quận Hòa Vang, sau đó là trường Trung học Sao Mai, thị xã Đà Nẵng, rồi trường Bá Ninh, Nha Trang và hoàn tất trung học tại trường Lê Bảo Tịnh, Sài Gòn. Chị đọc phần thuở thiếu thời của Tổng thống Đặng Minh Quân thì mời chị Pha Lê nói về cái kỷ niệm thời thiếu thời của ngài Tổng thống Đặng Minh Quân, có một cái kỷ niệm và người dân Việt Nam chúng ta cũng phải cần nên nhớ để biết về ngài Tổng thống Đặng Minh Quân lúc nhỏ như thế nào, thì mời chị Pha Lê. Trước khi nói em uống miếng nước nha. Rồi, hôm nay là ba hết ho rồi. Cảm ơn Tổng thống đã hỏi thăm. Nên chắc có thể nhờ cái phước của Tổng thống mà hôm nay ba không có ho. Thì nên nó là tim nó cũng thoải mái hơn chút. Nếu mà nói về Tổng thống Đặng Minh Quân thiếu thời, theo những lời kể lại thì Tổng thống rất là thông minh từ lúc nhỏ lận. Chứ không phải là khi bây giờ chúng ta nói thông minh. Theo Hoa biết á, một người nếu mà từ nhỏ đã thông minh, người ta kêu bằng thông minh bẩm sinh. Thì thật ra hồi cách đây một năm thì ông xã của Hoa đi làm cũng nói về chính phủ, kêu gọi trưng cầu dân ý. Thì có một người tình cờ gặp một anh kia thì nói về Tổng thống Đặng Minh Quân, thì anh nói là anh biết ngày xưa anh có học chung với Tổng thống. Tổng thống là một người thông minh bẩm sinh, phải nói là rất là thông minh. Nên mình thấy, nên anh nói anh không có xa lạ gì, và anh cũng biết những gì Tổng thống làm, nên anh rất là tin tưởng là Tổng thống làm với cái sách lược, chiến lược và những gì mà Tổng thống làm đó là một người thông minh mới có thể làm được. Thì nếu mà nói chia sẻ về thiếu thời của Tổng thống đó từng giai đoạn, thì Tổng thống là một người được hồi thời trẻ thì nội bên nội bên ngoại hầu như rất là thương yêu Tổng thống. Và Tổng thống thì theo lời kể lại thì Tổng thống cũng mà thời đó thì mình nghĩ chắc tất cả những người trẻ hồi thời đó thì chắc ai cũng ốm ốm mà thôi, chứ không có ai mà mập như bây giờ uống sữa đâu. Nhưng mà theo lời kể lại thì Tổng thống là người hình như là không giống những đứa trẻ khác. Bởi vậy mà khi lúc mà Tổng thống 12 tuổi đó, thì Tổng thống có gặp một người phóng viên. Chắc là tất cả đồng bạn chị em cũng đã nghe, đến buổi đồng nhiệm cũng có kể. Thì khi mà Tổng thống đi mà gặp một phóng viên mà đang uống lon nước ngọt đó, rồi lại muốn đưa lại cho những cái đứa trẻ khác uống, thì tình cờ Tổng thống đi ngang đó, thì Tổng thống hất cái lon nước ngọt xuống và không có đồng ý. Không có đồng ý là khi mà ông uống rồi thì ông lại cho người khác uống. Nếu mà nói như chúng ta làm cái đó là không có lịch sự. Mà tại sao Tổng thống lúc đó là khoảng 12 tuổi mà lại có cái cử chỉ đó? Đó là cái mà Tổng thống đặc biệt hơn người khác. Có thể chúng ta là người nếu mà đi ngang qua chúng ta cũng không để ý đâu, thấy có cho uống là mình nghĩ chắc là người ta cũng tốt rồi. Họ tốt nhưng mà họ thiếu tôn trọng người khác, là khi mình uống xong mình cho người ta uống là mình hơi mất lịch sự. Thì Tổng thống không có đồng ý cái cử chỉ của phóng viên đó, nên mới hất cái lon nước ngọt xuống. Rồi á, là mới lại cái cốp xe của cái ông phóng viên á, là ra dấu thôi. Lúc đó thì chỉ biết cái chữ no mà thôi, không phải tiếng Anh, không có biết tiếng Anh. Thì lúc đó là chỉ vào cái cốp xe á, là nói là ông phải lấy hết nước ngọt này chia cho hết mấy đứa trẻ. Tức là chỉ tay vào cái cốp và chỉ tay qua những em nhỏ. Đó là cái dấu hiệu là ông phải lấy nước ngọt từ ở đây và phát cho những đứa trẻ này. Nhưng mà lúc đó thì Pha nghe kể lại á, là lúc đó Tổng thống nói nhưng mà ông đó không có phát. Tổng thống tự lấy rồi phát, tự lấy nước ngọt của ông Pha rồi phát hết cho mấy đứa trẻ xong rồi bỏ đi. Thì ông đó là ổng đứng, ổng nhìn cái cử chỉ rất là lạ, và ổng nếu mà nói theo cái cách kể thì phải nói là đơ người.
nhìn thấy nó lạ lắm, tự nhiên nước ngọt của mình nó lấy là chia hết rồi lại bỏ đi. Nên ông này đấy là thấy là một đứa trẻ này chắc rất là đặc biệt. Rồi theo lời tổng thống kể đó, thì chia xong là tổng thống đi một hơi về, không nói câu nào hết á. Nhưng mà đi, nhưng mà vẫn quái lại á, là coi thì tha ông thấy ông chạy chiếc xe thao sao đích. Thì nói trời lúc đó không biết ông chạy theo mình làm gì, bắt hay gì đó. Thì lại chạy một mạch về tới nhà, chạy vô trong nhà thì thấy ông Tây á, là chạy đậu chiếc xe ngay cửa. Nhưng mà ông không có vô thì ông không có nói gì hết. Giống như là tổng thống nói sợ lúc đó không biết ông đang làm gì mình nữa, nên chạy vô trong và trốn ở trong. Thì ông chỉ biết muốn biết nhà cái đứa trẻ này là như thế nào. Rồi sau đó ông về. Nhưng mà theo lời kể lại đó thì khoảng mỗi ngày hầu như ông lại đó, ông đậu xe đó, ông ngó tới ngó lui rồi ông lại đi. Thì tới ngày thứ ba đó thì ông lại nói và đi vô nhà. Thì theo lời kể lại đó, lúc đó là tổng thống có người cậu lại biết anh Giang, thì lại hỏi là ông muốn là ông muốn gì. Thì ông nói ông muốn nhận nuôi cái đứa trẻ này, thì muốn gặp gia đình cha mẹ để nhận nuôi. Và từ đó tổng thống đã được người Mỹ nhận nuôi, và ông chở tổng thống theo để làm phóng viên chiến trường. Nên đó là chắc anh chị em cũng nghe chị Kim là sau này là tổng thống là phóng viên rồi nhà báo rồi viết cái này kia về báo chí. Thì khi mà tổng thống được nhận nuôi thì người Mỹ họ chu cấp đàng hoàng để cho tổng thống học hành đàng hoàng. Cái đó là một cái mà mình thấy nó lạ. Những nếu mà thời thiếu thời, những ai có cái cử chỉ gì lạ là nói lên cái tính cách của một người đó gan dạ và không cúi đầu khuất phục, tức là không để cho ai mà ăn hiếp mình hay là ăn hiếp người khác. Cái đó là một cái mà hiện bây giờ tổng thống Đàm Minh Quân đang làm, cứu lấy quê hương đất nước, là không cúi đầu để cho người Việt Nam chúng ta bị chà đạp với chế độ cộng sản Việt Nam. Cái đó cũng nói lên tính cách của một người. Ba thì hay tìm hiểu về những người mà nổi tiếng lắm, những người mà họ làm cái gì, được cái gì cho thế gian này. Hình như Khoa rất là tìm tòi, cả những người tu, cả những người mà làm những cái công trình sau này, tên tuổi của họ được gắn trên những cái tên đường này kia, là Khoa muốn tìm hiểu thử một người từ trẻ có cái gì đặc biệt hơn những người khác mà họ làm được những chuyện mà phải nói là phi thường hơn những người bình thường. Nên khi mà Khoa nghe kể chuyện về tiểu sử của tổng thống, Khoa thấy không lạ chút nào. Trước nhất, tổng thống là một người sinh ra trong một gia đình rất là đạo đức. Cha mẹ trị bệnh và ông bà nội bà ngoại cũng biết trị bệnh, giúp người, cứu người. Có lần thì Khoa nghe tổng thống nói thời đó cũng không phải là đủ ăn lắm đâu, nhưng mà khi trị bệnh thì người ta đem quà cáp lại tặng ở nhà, mà ở nhà không có nhận, tức là thanh liêm đến như vậy. Rồi là kêu phải đem trả. Rồi tổng thống nói làm thầm như thế này, hồi đó thì tổng thống rất là trẻ nhỏ vậy, nói mình cũng có ăn nữa mà sao đem trả. Đó là nói lên cái gia đình rất là thanh liêm và không có gì mà phải trị bệnh cho người ta mà lại nhận quà. Thì lúc đó tổng thống cứ là một người lực đứa trẻ thôi, nên nó giống như mình cũng vậy. Ủa mình cũng có ăn sao mà cha mẹ mình đem đi trả. Thì khi mà tổng thống thắc mắc như vậy, thì tổng thống thường hay thắc mắc lắm, có nhiều cái câu chuyện mà cái gì cũng thắc mắc. Mà Khoa thấy đó, những người mà hay thắc mắc đó, là những người rất là giỏi. Tại vì thắc mắc tìm tòi ra cái gì mà mình thấy nó ổn đó, nó như thế này thế nọ, tại sao nó như vậy, tại sao nó như vậy, tại sao nó khác. Thường là những người rất là giỏi và những người làm được rất là nhiều chuyện cho thế giới này. Nên là Khoa thích những người mà vậy. Và Khoa cũng tìm hiểu những người ác là những người như thế nào nữa, chứ không phải là người thiện không. Tại sao dẫn đến cái sự ác độc của họ, và tại sao khiến cho họ làm như vậy. Nên là khi nghe tổng thống cái chuyện về tổng thống và những cái tiểu sử của tổng thống Khoa đọc, Khoa thấy, nên Khoa rất là tin tưởng. Nên Khoa mới gia nhập chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, bây giờ là Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Và dưới sự lãnh đạo của tổng thống Đàm Minh Quân, Khoa tiếp tục học hỏi những gì tổng thống
đã dạy như là thập bát thức, người Việt chân chính, quán thị điều hành căn bản. Đó là nói lên cái phong cách của một người thành viên của chính phủ. Nếu chúng ta học hết những cái đó, chúng ta sẽ trở thành một người. Phải nói mình, nếu mà nói hoàn hảo thì mấy tất phải nghĩ là tất cả mọi người học thì được, nhưng mà làm tới hoàn hảo thì phải một giai đoạn rất là dài. Nên khi mà chúng ta nhận thức một người, chúng ta phải tìm hiểu tất cả từ quá khứ, từ những gì mà xảy ra trong cuộc đời của một người, thì chúng ta có thể đánh giá được một người đó là một người như thế nào. Thì Tổng thống là một người rất là đặc biệt như Pha hay thường nói, nên đó mới chịu hy sinh, mới chịu làm những việc mà khi ở trên các mạng truyền thông đó, những người không hiểu biết hầu như là họ mới nói làm những việc điên khùng và những việc mà không có thể làm được. Cái người mà phi thường và cái người có trí tệ, trí huệ thì họ làm việc hình như không giống tất cả người thường làm. Có phải là những gì mà Phật dạy, Chúa dạy, có phải là hình như nó hơi đi ngược với những gì mà cái đời sống của mình hay không? Đó là mình thấy là tại sao Tổng thống làm mà người ta lại nói là cái chuyện không thể nào có được. Nhưng mà Tổng thống sẽ chứng minh cho tất cả đồng bào, anh chị em, Tổng thống sẽ làm được. Chỉ cần người Việt Nam của chúng ta đoàn kết lại, cùng nhau tham gia trưng cầu dân ý, chắc chắn chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tạm Việt Nam Cộng Hòa sẽ thành công, sẽ chứng minh cho người Việt Nam biết rằng đất nước Việt Nam có một người tài giỏi thông minh và có thể thay đổi vận mệnh đất nước và đưa Việt Nam tiến lên tự do, văn minh, tiến bộ. Thì bây giờ mời anh Tỷ đi. Anh Tỷ, bây giờ anh biết những gì, nếu tại sao Tổng thống là muốn giải thể Cộng sản, còn anh thì cũng sống với thời Cộng sản, như anh đã kể, anh cũng sống rất là vất vả, thì anh cũng biết và anh cũng có thể chia sẻ những gì mà anh nghĩ để mà cho tất cả đồng bào biết là mỗi người có cái nghĩ và nhận xét như thế nào về chính phủ, về Tổng thống hay là về Cộng sản Việt Nam. Dạ, mời anh. Dạ, kính thưa Tổng thống, là đồng quân, con cũng theo dõi YouTube cũng khoảng 5 năm biết Tổng thống. Sau Tổng thống qua tới đây thì cũng nghe nhiều người nói y như chị Lê đã nói, Tổng thống có một cái trí thông minh rất là bẩm sinh, nhiều người nói đều là như vậy hết. Thì tôi cũng thấy là chị Phan Lê nói đúng như vậy, nhiều người cũng nói là Tổng thống rất giỏi. Mà gần đây á, thì tôi xin trích lời của anh Phan, anh đã nói á, Tổng thống á, rất là giỏi. Khi đó Tổng thống đi học, lúc đó mới qua Mỹ thôi đó, mà đi học thì như là năm 80 hay gì đó, đi học về ngành computer gì đó. Thì người ta học một khóa khoảng 2 năm, mà Tổng thống Đồng Quân chỉ học 3 tháng rưỡi thôi lại thi đậu và bắt đó. Rất là siêu, công nhận. Tôi nghe ảnh tôi cũng rất là ngạc nhiên, mà nhiều người đều nói như vậy hết. Trong các phái đoàn mà của Tổng thống qua đây, hầu như ai, tất cả trong phái đoàn đều nói như vậy. Tổng thống có một cái tài rất là đặc biệt, không thể có người nào có. Người ta kêu là tạm, kêu là cái thông minh bẩm sinh. Người ta thi 2 năm mà thi á, Tổng thống làm bài thi trong vòng 3 tháng rưỡi thôi mà thi đậu. Mà thi đậu vậy rồi đó, mà ban giám khảo chấm bài thi á, cũng chưa có tin lắm mà bắt Tổng thống phải thi lại, làm bài lại trở lại một lần nữa. Thì Tổng thống làm đúng như vậy. Thì tôi thấy Tổng thống quá là siêu thông minh, quá là thông minh, bởi vì mới sáng chế ra cái trưng cầu dân ý này rất là an toàn đó. Thì trong phở trên Tổng thống cũng biết là khi mà làm không an toàn á, thì dân trong nước trưng cầu dân ý sẽ gặp nhiều chuyện. Chính quyền này, Cộng sản ở Việt Nam đó là làm dễ làm khó, cho nên chính phủ nghiên cứu mọi cách để làm như thế nào
đơn giản nhất mà nhanh nhất. Xin lỗi chứ tôi có đi làm trong hãng, ngày mà tổng thống qua tôi cũng định đi Sydney rồi, mà xin boss nó không cho, nó nói kẹt rồi, tại vì tôi lấy cũng hơi nhiều rồi, là boss nó không cho. Rồi sau khi thời không cho thì tôi cũng không lấy, cái ngày đó tôi không được đi Sydney, bà xã đi với nguyên phái đoàn đi Sydney với tổng thống, à, cùng phái đoàn đi hết, thì tôi ở lại, thì tôi có ở lại, cũng muốn đi làm bình thường thôi. Thì tới khoảng một tuần sau tôi vô, tôi gặp boss vài bữa sau á, thì làm máy im rồi tôi cũng trò chuyện với boss trong hãng, nói tao bữa đó thật sự tao làm hãng gần 30 năm rồi, tao chưa bao giờ tao lấy, xin mày như vậy, nên đặc biệt mày kẹt người không có thì thôi tao chịu thôi, thì tao đi làm. Mà thật sự đó, kỷ niệm là lần đầu tiên tao gặp tổng thống Đàm Quân, là người của chính phủ quốc gia Đệ Tam quốc gia lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa mới thành lập ở Mỹ đây đó, là ông sẽ trưng cầu dân ý bằng internet. Boss nó ngạc nhiên, nó ủa internet sao, nói mày ở Úc đây mày bầu cử lâu rồi, mày có biết cái trưng cầu dân ý bầu cử trên internet không? Nói chưa có, nó nói chưa có, chưa có. Nước Úc, tôi nói nước Úc thôi đó, hình như là toàn thế giới chưa có ai, dạ chưa có ai trưng cầu dân ý bằng internet hết đó. Mà chính phủ đã lập được cái hệ thống này là quý vị là thấy là siêu đẳng cả nào. Tôi hỏi nó ngạc nhiên, nó chưa bao giờ thấy. Thường là ở Úc này đi trưng cầu dân ý, đi tới cái phòng phiếu hoặc là điền form trước, điền cái đơn trước, hoặc đi overseas, hoặc đi nước ngoài hay là gì đó, mình điền form, nó rất là ngạc nhiên. Thì sau á tôi mới chụp hình cái cuốn tiểu sử của tổng thống Đàm Quân cho người trong hãng coi, là người đó người Ý, ba mẹ người Ý mà sanh đẻ Úc. Tôi cái cuốn sổ, cái cuốn tiểu sử của tổng thống Đàm Quân này có hai phần, phần nửa là tiếng Việt, phần nửa tiếng Anh. Tôi cũng copy họ cho họ tiếng Anh, rồi họ coi đi, họ cũng bận rộn, họ cũng tuần lễ sau họ đem lại trả cho tôi. Tôi nói quá hay, họ nói là hay, những điều tôi nói là thi cử cái vụ mà 2 tháng họ đọc xong rồi, tôi nói thi cử 2 năm, mà thi giờ thi có 3 tháng rưỡi mà đậu, họ nói đúng, tao tin mày, tao có đọc ở trong cái cuốn mà mày đưa cho tao. Là quý vị thấy là mình là người Việt Nam nói một người ở Úc này, họ rất là ngạc nhiên khi họ thấy cái cuốn tiểu sử này. Tôi cũng nói thẳng là chính phủ là ngày xưa là trong quân đội Black Tiger. Black Tiger không ai biết, dạ, đi chỉ đọc một mình thôi, đọc chiếc một mình thôi, đi không tiếng Việt, dạ, không lời. Dạ đó, rất là đặc biệt. Thì họ rất ngạc nhiên. Mà bố đó từ đó thì sao, họ có coi những cái câu mà thập bát thức á, thập bát thức á, họ có coi những cái câu đó. Tôi nghĩ họ có đọc thật, từ mà tôi nói với họ, họ thấy thái độ họ dịu dàng lắm, họ nói rất là lịch sự. Hồi xưa boss này cũng hay ngang tàng lắm, nói cũng dễ buồn hoàng lắm. Từ khi mà ông đọc mấy câu chuyện này, tôi nghĩ là họ có thái độ một cái mềm dịu, dễ thương lắm, dễ thương hơn lúc trước. Hồi lúc trước không có đâu, tức là boss này thay thế boss lớn, boss mà đi holiday á, thì người này họ thế, mà họ rất là sau này họ thấy tôi, họ làm như là mình friendly, thân thiện với họ, họ thấy thái độ họ giảm xuống, tức là họ đôi khi họ bực giận cái gì đó không biết, họ nói chuyện rất là lịch sự, rất là dễ dàng với tôi, là theo tôi thấy là trong hãng này như vậy. Đó là tôi nói một cái cốt truyện kể cho người Tây nghe, là cái đức độ của tổng thống rất là phúc hậu đó, thương người thương dân, bỏ hết tất cả công việc riêng tư của mình để tìm một cái cách nào để giải thể cộng sản tại Việt Nam đó, một cách an toàn cho dân sau này. Đó là tôi có những ý kiến như vậy. Vậy là anh đã đem mà thập bát thức đi quảng cáo để cho người ta tu tâm sửa tánh rồi hả? Dạ là... cái này cũng hồi đó cũng coi phớt qua thôi, rồi mới đưa cho họ, chắc họ có đọc, tại vì cái phần đó có phần tiếng Anh. Dạ có phần tiếng Anh. Dạ có phần tiếng Anh. Đó. Cái người
Tây phương đó, họ rất là thích đọc sách. Nó có cái gì mà thu hút họ thì họ sẽ đọc hết. Và họ đọc và họ cũng suy nghiệm thử. Thì tại sao chúng ta có cái phần tiếng Anh? Thì sau này sẽ để cho hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa lần lượt lên đọc về tiểu sử Tổng thống Đào Minh Quân bằng tiếng Anh. Thì từ từ ba sẽ sắp xếp. Thì bây giờ chị Kim thì chị nhận định như thế nào về những gì chị đọc tiểu sử? Thì ta biết là Tổng thống đã có kể là ngày xưa đó, thì Tổng thống còn nhỏ đó, khi mà học rất là giỏi, học cái gì cũng giỏi, mà nhận thưởng ngày xưa là nhận sách vở đó, thì hầu như là Tổng thống nói là sách vở nó ôm về nó còn cao hơn Tổng thống lúc đó nhỏ, mà nó cao quá bằng ngang với mí mắt của mình. Và tất cả hầu như các lớp đều học rất là giỏi. Có một lần đó thì Phan nghe Tổng thống nói là lúc đó học thì thi á, khi mà tới cái kết quả đó thì người ta không có để tên vô, thì Tổng thống mới là nói đọc thì không thấy, thì thấy hơi buồn, thấy thế mình học cũng giỏi mà tại sao không có cái tên của mình trên đó. Thì mới cứ chạy ra, cứ đi bỏ đi ra ngoài bờ sông, đi chạy hơi chạy xe đạp ra ngoài bờ sông. Ngồi đó thì ông thầy biết Tổng thống là người rất là giỏi, thì ông thầy mới đi kiếm, là biết chắc là không có thấy cái bản tên nên mới là ngỏ đi đâu rồi. Giống như là thường thì học sinh mình đi học, nếu mình không thấy cái tên của mình cũng hơi buồn. Nhưng mà nó hoàn toàn nó ngược lại, thì người thầy mới biết Tổng thống là không thấy tên á trên cái bảng đó thì buồn, chắc là chạy đi đâu rồi. Thì ông cũng biết, tại vì nghe theo lời Tổng thống thì Tổng thống nói người thầy đó rất là thương Tổng thống, và coi Tổng thống giống như là khi mà thấy Tổng thống vậy là đi tìm kiếm. Thì Tổng thống mới nói là vậy là buồn là không thấy cái tên ở trên cái bảng đó phải không. Thì rồi ông thầy mới nói rằng tại vì con quá giỏi nên người ta không có để tên ở trên đó, nếu mà để tên thì người ta sẽ ganh tị. Đó là một cái mà nhiều khi mình nghĩ nó không có tên trên đó, nhưng không hẳn là không giỏi. Thành ra có những gì mình làm á, mình không thấy mà mình đừng có nghĩ là nó không có. Tất cả những thứ nó hầu như là nó tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo những gì mà cái thời thế để mà giống như tại sao mà giỏi đúng ra là phải đứng tên số 1 nhưng mà tại sao không có. Thì cái đó theo lời kể lại là cái thời gian thiếu thời Tổng thống học rất là giỏi. Thành ra còn kế tiếp là những khi mà Tổng thống học về điện toán cũng vậy. Và Pha sẽ lần lượt kể, tại vì nếu mà chúng ta cứ kể dài quá đó thì có thể anh chị em cũng không nhớ hết. Thì chúng ta trích từ đoạn, và những cái live stream kế tiếp Pha và chị Kim sẽ lần lượt trình bày và giải thích, kể hết tất cả những gì biết về Tổng thống Đào Minh Quân, kể cho tất cả đồng bào chị em hiểu một người đang cứu lấy đất nước là một người như thế nào. Thì bây giờ nãy giờ em dành nói giờ tới chị. bây giờ Kim xin đọc tiếp phần tiểu sử Tổng thống hồi kỳ rồi, để bắt đầu mình tiếp qua phần định cư tại Hoa Kỳ. Âm thanh hơi nhỏ hả? Vậy chị đọc lên. Đích thân triết gia Lương Kim Định giới thiệu ngài là truyền nhân của ngài Lương Kim Định và đã ký ủy nhiệm thư giao cho ngài giữ vai trò chủ tịch ban thường vụ Hội đồng Quốc dân Nguyên lão năm 1987, lúc ngài chỉ vừa mới 35 tuổi. Ngài Đào Minh Quân cũng từng được trực tiếp huấn giáo với Thượng tọa Thích Chân Thức tại Thừa Thiên từ năm 1972. Ngài đã sáng tác nhiều chiến đấu ca và trường khúc với tên hiệu là Anh Thương, và đoàn trưởng thi văn đoàn Ra Khơi năm 1968, cũng là chủ biên tạp chí Ra Khơi với bút hiệu là Nam Quán. Con đường binh nghiệp, ngài tốt nghiệp trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức khóa 5/71 với cấp bậc chuẩn úy và phục vụ tại tiểu đoàn 122 đồn trú tại tỉnh Quảng Trị. Năm sau, ngài được thăng thiếu úy, đặc trách trưởng đơn vị đặc nhiệm Hắc Hổ, tiểu đoàn 122 nhằm truy lùng những tên đầu sỏ cộng sản. Tiểu đoàn 122 đóng quân ở vùng địa đầu giới tuyến thuộc tỉnh Quảng Trị. Trong thời gian đó,
Ngài cũng là trưởng ban chương trình phát thanh vùng hỏa tuyến tỉnh Quảng Trị và là trưởng ban tâm lý chiến nhằm chiêu hồi cán binh cộng sản. Cấp bậc sau cùng của Ngài là Trung úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975, Ngài bị cầm tù 4 năm trong các trại cải tạo Cộng sản, lần lượt từ Trảng Lớn thuộc tỉnh Tây Ninh 1975 đến 1977, đến Long Khánh 1977, và sau đó Ngài bị biệt giam tại trại tù Bù Gia Mập thuộc tỉnh Phước Long. Năm 1978, tất cả các trại tù cải tạo Cộng sản này đều ở miền Nam Việt Nam. Năm 1979, Ngài vượt ngục và sau đó chỉ huy tàu VNKG-0602 chở 524 thuyền nhân vượt biển đến Bulotanga, Mã Lai ngày 16 tháng 5 năm 1979. Kính thưa quý cô dì chú bác và các anh chị em, trong một cái khoảng tiểu sử của Ngài mà Kim đọc ở đây, thì trong này là cả một cái lịch sử chính xác, một cái tiểu sử của một người đặc biệt mà quốc dân Việt Nam đang rất được diễm phúc để có được một người anh minh, một người giống như là anh hùng dân tộc mà Kim nghĩ là cả nước Việt Nam chúng ta nên tìm hiểu và nên để biết được một người mà đang cứu cả một cái đất nước chúng ta. Tại vì theo mình nghĩ là hình như dân tộc Việt Nam mình đang lầm than quá khổ, cho nên ơn trên đã đưa xuống một người để cứu dân cứu nước. Thành ra nếu mà người dân không nhìn thấy được điều đó thì đó là một cái điều bất hạnh của người dân Việt Nam. Tại vì Ngài được sinh ra hôm trước cái live stream trước thì nghe chị Pha Lê nói là Ngài sinh trong một cái bọc, người ta giống như ở Việt Nam kêu là bọc điều, nằm trong một cái bọc máu. Rồi cái tuổi trẻ của Ngài thì mới có 12 tuổi thôi, Ngài đã cho chúng ta thấy được là một cái đứa trẻ đã có một cái tính khí khái rất là cao. Mà thường những cái đứa trẻ ở Việt Nam thì hiếm có được như vậy. Thường thì mấy đứa trẻ thường thì nó không có để ý tới giống như là ai cho thì cứ lấy ăn, rồi ai cho ai thì người đó lấy, chứ mặt không có quan tâm. Nhưng mà Ngài có một cái khí khái rất là cao, có nghĩa là đồ ăn mà thừa của người ta đang ăn thì hoặc là uống cho bạn của Ngài thì Ngài không đồng ý. Có nghĩa là như vậy là coi thường những người bạn của Ngài. Đó là một cái tính khí khái rất là đặc biệt của Ngài. Rồi khi mà Ngài đi học thì Ngài cũng rất là thông minh. Và trong lớp thì mỗi một lần mà xếp giải thưởng thì là Ngài được lãnh phần thưởng rất là nhiều. Đến độ mà như chị Pha Lê mới vừa nói là cái phần thưởng của Ngài là Ngài bưng là nó cao khỏi cái đầu của Ngài rất là nhiều. Và khi mà thi tốt nghiệp thì Ngài lại được đổ. Thường là trên cái danh sách mà được đậu cao thì lại không có tên Ngài. Ngài tưởng là Ngài không có được, nhưng thật sự là cái kêu đó là quá cái hạng của Ngài là nó kêu là ngoại hạng rồi, nó nằm ở trên của hạng ưu nữa. Thành ra từ chỗ đó là thầy của Ngài không có sắp chung trong một cái danh sách đó, mà để sắp riêng là coi như thầy thuộc Ngài thuộc loại là ưu hạng, quá ưu hạng luôn. Cái kêu mình ở đây mình giống như mình đậu thủ khoa trên cái thủ khoa nữa đó quý vị. Thì đó là cái trong quá trình của Ngài đi hồi còn đi học. Còn khi Ngài bị khi mà Cộng sản giải phóng miền Nam, chiếm miền Nam, Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam thì đúng không? Cưỡng chiếm miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 75
Thì mình nghe kể là ngài vì cái trách nhiệm với đội của Hắc Hổ, tại vì ngài làm trưởng trong cái nhóm Hắc Hổ Black Tiger đó, cho nên ngài hứa là những người mà làm với ngài á, ngài sẽ bảo vệ, và đến ngày cuối cùng thì vẫn còn đủ nguyên, không có mất một ai. Cho nên ngài phải đi đưa những anh em đó đi về nơi an toàn cho đầy đủ hết. Thì cho nên ngài trở lại thì ngài bị bắt và bị cầm tù trong các trại cải tạo cộng sản. Nhưng mà khi ngài bị cầm tù thì ngài cũng rất là đặc biệt. Trong trại tù thì ngài giúp đỡ ngay cả những cái người mà coi ở trong tù đó nữa, những cái cán binh cộng sản coi ở trong trại tù đó, ngài cũng giúp đỡ và giúp cho cái người ở trong trại tù đó viết một cái thơ mà chắc có lẽ là cái anh đó ảnh không biết chữ rành lắm, cho nên ngài viết thơ dùm cho người yêu, cán bộ cộng sản thì chắc có lẽ là trình độ anh đã ít học, cho nên ngài viết thơ dùm. Rồi ngài đi khám bệnh cho những người ở trong tù. Mình nghe kể lại là khi mà đi khám bệnh thì ngài bắt mạch, rồi hút thuốc, thì ngài nói là bây giờ đi vô rừng hái lá thuốc. Cho nên là những cán binh cộng sản mà cai ở trong cái tù cải tạo đó thì đi theo ngài và canh giữ ngài. Nhưng mà ngài rất là thông minh, cho nên ngài không có đi ở cái đường đàng hoàng, không có đi cái lối đàng hoàng, mà ngài chung vô trong bụi rậm, thì ngài đi là trong cái bụi gai không à. Cho nên là họ theo không được, họ theo cuối cùng theo không được. Rồi cuối cùng thì họ nói thôi để cho ngài đi kiếm thuốc mình đi, chứ còn họ theo không được, là tại vì ngài cứ chung ở trong mấy cái bụi gai đó đi đó, rồi họ chui không được. Và khi ngài đi như vậy ở trong rừng thì ngài làm một cái nơi để cho các phu nhân của những người ở trong tù cải tạo đó có cái chỗ để nghỉ ngơi khi đến thăm những người trong trại tù đó. Thì ngài làm cái chỗ đó để nghỉ ngơi, và thầy ngài làm như vậy là làm bí mật, không có cho những cái người cai ngục đó biết. Thì đến một ngày đó thì bị lộ, thành ra là họ hình như là họ đang định kết tội ngài hay gì đó. Rồi nhưng mà ngay cái lúc mà nguy hiểm đó thì cái người mà ngài viết thơ dùm nó lại xuất hiện. Thì cái một cái cán binh cộng sản đó nói là để cho người đó giải quyết cái chuyện của ngài, và ngài cuối cùng ngài được tha. Những cái lúc mà nguy hiểm thì trong cái giai đoạn mà ngài ở tù đó thì ngài đều được thoát qua hết. Có lẽ là đất nước Việt Nam đang cần có một người lãnh đạo để cứu đất nước, cho nên là khiến cho ngài vượt qua được những hiểm nguy, cho đến lúc mà ngài vượt ngục cũng vậy. Khi mà ngài vượt ngục, thường nghe nói về cái tiểu sử của ngài mà vượt ngục thì ít có người tin, tại vì người ta nói cái tù cộng sản khó mà thoát được. Nhưng mà ở đây mình tin điều đó là tại sao ngài rất là tài giỏi, và khi ngài vượt ngục thì ngài nói được cái tiếng của địa phương đó, cho nên những người coi cái trại tù đó họ không có nghi ngờ. Và thậm chí mà ngài kêu họ mở cổng cho ngài đi nữa đó. Thì khi mà ngài đi ra khỏi tù rồi thì ngài trốn, và cái giai đoạn nó rất là gian truân. Nhưng mà cái bản chất mà thành thật của ngài đó, lúc nào cũng là thành thật, mặc dù mình vượt ngục, nhưng mà vẫn nói là khi mà gặp ai hỏi thì nói tôi vượt ngục. Nhưng mà ngài rất là thật thà, nhưng mà
Ngài lại được người ta thông cảm và người ta giúp. Mình nghe kể đến khi mà Ngài về, Ngài trốn ở trong ngôi nhà và họ tìm tới. Ngài lên trên lầu và bây giờ họ đang đi vô nhà và họ tìm kiếm Ngài. Nhưng mà Ngài nói là bây giờ chỉ có cách là nhảy xuống thôi, chứ còn mà không có cách nào để thoát được. Nhưng mà khi Ngài nhảy xuống thì nhảy xuống lầu thì Ngài cảm nhận như có ai đó đang đỡ dưới lưng Ngài, và Ngài xuống đất bình yên, không có bị gì hết. Khi mà nghe kể tới đây á, thì có nhiều người, người ta cũng không có tin điều đó là thật. Nhưng mình tin điều đó. Là trong cái thời gian mà mình qua Úc á, là trong thời gian mà Mai ở nhà thì hay nghe những cái băng kinh, những cái bài kinh giảng, rồi những cái chuyện. Thì mình có nghe một cái câu chuyện của một cái đoàn người ở bên Anh, người ta đi qua bên Ấn Độ để người ta tìm một cái vị sư. Mà vị sư ở tu ở trên núi đó, thì nghe nói là những cái vị sư tu trên núi là họ tu tu thiền mà ở trên những cái vùng băng tuyết mà họ không có hề thấy lạnh, và họ cảm nhận được những cái điều gì mà sắp xảy ra. Thì cái đoàn người Anh đó, đang đi đi qua Ấn Độ để tìm những vị sư đó để xem có thật hay là không. Thì khi đến Ấn Độ á, là không có biết cái vị sư đó ở đâu để mà tìm. Nhưng mà cái đoàn người bên Anh á, người ta mới vừa tới Ấn Độ thì người ta thấy có một cái giống như là sơn đông mãi võ ở trong cái chợ của Ấn Độ đó. Thì có cái người đó, người ta để cái con rắn hổ nó hay ngóc ngóc cái đầu lên đó, rồi người ta đờn cái tiếng của Ấn Độ đó. Thì bao nhiêu người, người ta vô đông đó người ta coi. Thì cái đoàn người Anh này người ta cũng đứng đó, người ta dòm vô người ta coi. Nhưng mà khi người ta coi á, người ta đứng người ta coi, thì tự nhiên á, là có một cái người đó đi vịnh lên vai của một trong số những người trong đoàn người Anh đó, và nói là đi theo họ và để gặp thầy của tôi. Những cái người đoàn người Anh này người ta rất là ngạc nhiên. Ủa, tại sao mà cái người này lại biết mình đi tìm ông thầy? Thì cho nên là cái đoàn người Anh này đi tới do cái sự dẫn đường của cái người đó. Như vậy á, là mình thấy được một cái điều mà mình không thể nghĩ bàn, kêu là trong nhà Phật kêu là không thể nghĩ bàn. Những cái điều mà ngoài sức tưởng tượng của mình. Cho nên á, là mình tin khi mà mình nghe tổng thống mà nhảy từ trên lầu nhảy xuống, như có một cái bàn tay mà đỡ để Ngài xuống bình yên, không có hề hấn gì. Đây là một cái trường hợp rất là đặc biệt mà rất là hiếm hoi. Và thế cho nên là người dân Việt Nam cần hiểu và biết những điều này, để mà biết đất nước mình đang được có chư Phật đã giống như là Phật tái sanh xuống để mà giúp cho người Việt Nam của mình. Và còn nhiều việc để từ từ rồi mình sẽ kể cho quý cô dì chú bác và các anh chị em nghe, để biết được là mình nên chú ý và nên trưng cầu dân ý để đất nước mình được cứu, chứ đừng có thờ ơ. Tại vì bây giờ sau mấy chục năm của sống dưới ách cộng sản cai trị, cho nên cái người dân Việt Nam bây giờ quá thờ ơ. Nó có nhiều cái mà kêu là không dám, rồi không nghe, rồi không thấy, rồi không nói. Nó nhiều cái không lắm đối với người dân Việt Nam. Thành ra là nếu mà ai nghe được và suy nghĩ để truyền miệng với nhau, để kể về tiểu sử Ngài Đạo Minh Quân cho người dân biết, cho người thân của mình, để
kịp thời trưng cầu dân ý, mỗi người một lá phiếu. Như cái clip kỳ trước thì mình có phổ biến là cái trang trưng cầu dân ý rất là đơn giản, W là ba chữ W đó quý vị, rồi chấm, rồi viết tắt của chữ trưng cầu dân ý. Tờ là chữ trưng, cầu là chữ cờ, giờ là chữ dân, y dài là chữ ý, rồi chấm US. Đó là tiếng Việt, mình nói tiếng Việt không đó quý vị. Rồi khi mình nhấn vô cái trang đó thì sẽ ra cái hàng chữ là trưng cầu dân ý, tờ, cờ, giờ, y dài mà bằng chữ in. Mình nhấn tiếp rồi sẽ ra cái trang để cho mình điền vô, điền tên họ, điền họ, rồi điền chữ lót, rồi điền tên, rồi ngày tháng năm sinh, rồi địa chỉ, rồi mình là người Việt Nam, mình quốc tịch gì, mình có ủng hộ cho tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa Đào Minh Quân không, thì mình đề vô, nếu mình ủng hộ mình đề là có, mình chỉ vô, mình nhấn vô chữ có. Rồi mình có tham gia vô chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa hay không, thì mình, nếu mình tham gia thì mình nhấn vô chữ có. Thì mình cũng xin kêu gọi tất cả những người thanh niên nam nữ, các những người ở thế hệ trẻ của Việt Nam nên trưng cầu dân ý để sau này giúp cho đất nước Việt Nam được phồn thịnh nhanh hơn. Còn những người lớn tuổi thì trưng cầu dân ý để hướng dẫn cho những người thanh niên nam nữ những cái kinh nghiệm của mình khi mà ngày xưa đã sống qua chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nó ưu việt như thế nào. Thành ra là mỗi người chúng ta nên góp một bàn tay thì đất nước Việt Nam sẽ được cứu. Thì mà bây giờ anh kể những cái câu chuyện mà anh biết về Cộng sản Việt Nam, là tại sao Tổng thống Đào Minh Quân phải giải thể Cộng sản Việt Nam, Cộng sản Việt Nam ác hay là tốt mà tại sao giải thể. Thì anh thì tình cờ phải có nghe anh Tỷ kể mấy cái chuyện mà mình thấy là mình không tin được, là tại vì có thể là mình ở dưới quê mình nghèo quá nên Cộng sản nó chả có cái gì để lấy. Cho Tỷ xin kể chuyện này có thật 100%. Sau giải phóng, sau 75 thì thê thảm. Nhớ năm 77 Tỷ làm đủ nghề đó. Có lần nó đi tới Mỹ Tho, ở đó bán cà lem rồi bán nước đá đó. Một hôm nó bán nước đá đi hết, về khoảng trưa khoảng 12 giờ đi xe đạp không à. Từ Mỹ Tho đi lên tới Chợ Gạo, mà vô cái làng Chợ Gạo cặp theo bờ sông Chợ Gạo đó, đại khái vậy. Thì đi hoài ngày nào cũng vậy đó, đi rồi về. Cái ngày hôm đó đi mua gạo, gạo ngay Chợ Gạo ở tại Chợ Gạo Mỹ Tho đó. Tức là Mỹ Tho đi lên qua cái cầu Chợ Gạo, rồi đó mới có cái chợ. Thì mua 12 lít gạo bỏ trong thùng cà rem đó, thùng nước đá đó, là chạy về. Thì vừa chạy về xong đổ qua cầu á, thì một thằng du kích nó ra, nó lấy cái súng nó chặn đường, nó quắt xe vô, nó để ủy ban nhân dân thị xã Chợ Gạo thì đúng đó, bây giờ tôi không biết là cái gì đó. Thì họ chặn tôi vô, họ nói chở gì trong này, tôi lấy từ gạo vô, rồi xong họ lập biên bản gì đó. Mấy người kia cũng bị, không biết bị cái gì, cũng ngồi đó. Rồi tôi cuối cùng á thì tôi bị đổ gạo đó hết, nói đổ ra, tôi lấy cái thùng tôi đổ gạo ra hết, rồi tôi lấy thùng cà lem không về, nói rồi về đi làm đơn đi rồi xin lấy gạo lại. Quý vị nghĩ có lấy gạo năm 77 cổ gần chết mà tôi bán đồ có bao nhiêu tiền đâu, mà tôi mua 12 lít cái gạo kỷ niệm tôi không bao giờ quên. Đối với một người dân như tôi mà họ còn ác ôn như vậy, như vậy họ tuyên truyền cái chính sách cộng sản như thế nào, không thể, tôi không thể tin được. Ngày hôm nay thì tôi thấy quá rõ, và tôi thấy tất cả những cái hội đoàn khác trên thế giới đủ thành phần
nào là chống cộng, rồi đã đảo cộng sản, vân vân và vân vân, đủ thứ. Chính tôi là một người dưới lớp dân đi làm bán cà rem nước đá, 12 kg gạo, một quốc gia cộng sản mà nó coi dân thường như hơn là con chó nữa, nó lấy gạo tôi. Mà thời điểm đó gạo rất là quý quý vị, bắt của tôi, rồi tôi cũng hết vốn, tôi cũng ráng đi. Mà cái người đó họ cho tôi nước đá đi bán rồi lấy lời, rồi chừng nào vốn đem lại trả cho họ. Thì đó tôi sống tiếp như vậy. Thì tôi thấy cộng sản nó không thể tội ác, không thể nói được hết. Thành ra khi tôi gặp Tổng thống Đào Minh Quân qua đến Úc và coi YouTube về cái lịch sử của Ngài Đại Khái, và tôi cũng nghe nhiều đã thấy thì Tổng thống Chính phủ Đệ Tam Việt Nam lâm thời do Tổng thống Đào Minh Quân qua từ Úc, thì tôi ký ngay, tôi có trưng cầu dân ý rồi, tôi ký ngay đặt mặt Hồ Chí Minh luôn, ok chơi luôn, ký. Chết nhiều lần rồi, bây giờ không sợ chết nữa. Chết có lần à, đi vượt biên cũng xém chết khoảng 2 lần. Thành ra bây giờ thì tôi sẵn sàng để trưng cầu dân ý. Tôi cũng xin vui lòng anh chị em tất cả Việt Nam, từ người lao động bình thường cho đến cấp cao, từ cấp cao cho tới cấp trí thức, những người thấp nhất cũng xin vui lòng trưng cầu dân ý để góp được một cái lá phiếu cho Tổng thống Đào Minh Quân, Chính phủ Đệ Tam Việt Nam, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa, mau sớm về giải thể chế độ cộng sản. Quý vị thấy 12 kg gạo của tôi mà họ còn bắt, hô chi quý vị, nhà cửa quý vị, họ không bắt cũng uổng. Quý vị đừng có nói nó giải tỏa ngày hôm nay, ồ nhà đó, khu đó nó giải tỏa không sao đâu, nhà mình không có giải tỏa, chưa chắc ngày nay, ồ nhà ở dưới kia nó giải tỏa không sao đâu, nhà mình chưa chắc quý vị nha. Nhưng nó từ từ thôi, từ từ nó sẽ lộ hết, em nào cũng tới, nhà em nào cũng tới thôi. Rồi lúc đó quý vị làm cái gì, chính phủ về là tất cả quý vị sẽ thấy. Những người tới giờ ngay cả Sài Gòn bây giờ ngập nước mưa, thôi đừng nói tới, quý vị thấy tới chính mắt thấy. Nhiều cái kỷ niệm lắm. Đó, đại khái tôi kể một trong những kỷ niệm đó cho quý vị thấy. Đó là mình xin bổ sung phần này. Khi mà anh Tỷ nói thì cái câu chuyện ở Việt Nam thì coi như ai cũng trải qua hết trơn á. Thì mình có nói với một người bạn ở đây, mình nói là Việt Nam bây giờ thiệt khổ quá. Mình nói tình trạng Việt Nam đó, thì người bạn đó có nói là sao chị hay nói về chính trị quý vị. Thì mình mới nói chắc có lẽ là chị không có còn người thân ở Việt Nam, cho nên là chị không có quan tâm. Chứ người thân tôi ở Việt Nam nhiều lắm, cho nên là tôi quan tâm tới người thân, thành ra tôi nói vậy thôi. Và cũng mới vừa đây là con cũng xin cảm ơn Ngài Tổng thống Đào Minh Quân đã cho con thêm một cái trí huệ mà con chưa có nghĩ ra. Bây giờ con mới nhờ có Ngài mà con học hỏi được cái chữ làm chính sự. Thì bây giờ con cũng xin tuyên bố với mọi người ở đây là ở đây chúng con, chị Pha Lê, ông xã con là đang làm chính sự chứ không phải làm chính trị. Tại vì nếu mà chúng con lên ngồi như thế này, thế nào những người Việt Nam ta cũng nói là mấy người này là đang làm chính trị. Cho nên nó cũng có một lần một cái người mà nói chuyện với con á, thì nói là cô mà nói chuyện như vậy là cô không có thể làm chính trị được. Nói, dạ không, con đâu làm chính trị. Thì bây giờ là chính xác được là con nói là con đang làm chính sự. Tại vì Ngài Đào Minh Quân, Ngài Tổng thống Đào Minh Quân đã khai sáng cho con biết được là những cái vấn đề chúng con đang làm ở đây là đúng là chính sự chứ không phải chính trị. Là tại vì chúng con đang nói lên sự thật và lời nói chính nghĩa chứ không phải là chính trị. Thường là Việt Nam hay gán cho cái người dân Việt Nam là hãy mà nói tới chính trị thì bị bắt. Cho nên là người dân Việt Nam không ai dám mở lời ra hết, mà cứ hãy mở miệng ra là sợ bị bắt. Nhưng mà bây giờ là nhờ Ngài Tổng thống Đào Minh Quân cho con hai cái chữ đó, cho nên là con cũng mạnh dạn con nói với người dân Việt Nam là đừng có sợ nữa.
khi mà người ta mà hỏi mình thì mình nói không, tôi làm chính sự, tôi không có làm chính trị, là tại vì tôi chỉ nói lên cái sự thật và chính nghĩa thôi, chứ tôi đâu có nói gì, tôi đâu có phỉ báng ai đâu mà bắt tôi. Đó là con thấy đúng nghĩa bây giờ là chúng con đang làm chính sự, thì Ngài đã cho chúng con được hai cái chữ đó, thành ra bây giờ con cũng xin tuyên bố ở đây là chúng con đang làm chính sự, là làm những cái nói lên những cái sự thật và lời nói chính nghĩa của một cái con người đang mưu cầu được một cái sự tự do và hạnh phúc cho mỗi một con người. Tại vì á, ở Việt Nam bây giờ nói thật, cái này con nói thử mọi người xem có đúng hay không. Con đang ở nước Úc, mà ở đây cái con chó, con mèo á còn được trân trọng hơn là con người Việt Nam nữa đó. Ở nhà con á, là con chó, con mèo á, đồ ăn của nó nói thiệt á, còn ngon hơn đồ ăn của người Việt Nam nữa đó. Con nói con không có nói dối. Mỗi một bữa ăn của con chó của con ở đây á, là nó có rau, nó có gạo lứt và nó có thịt, nó có đủ cà rốt, có đủ đồ ăn, nghĩa là rất là gói là kêu bằng sức khỏe đó, không kêu tiếng Anh là kêu healthy đó. Mà cái đồ ăn đó nói thiệt, những người Việt Nam mơ ước để được ăn. Con rất là đau lòng. Đau lòng là tại vì con chó, con mèo ở đây còn hơn con người ở Việt Nam nữa. Thì tất cả quý cô dì chú bác, các anh chị em nghe những lời này con nói là sự thật, con không có nói dối, con đang làm chính sự, nói những lời chính nghĩa và sự thật. Để những người Việt Nam hãy can đảm lên, mỗi một người nên trưng cầu dân ý để đem lại cái sự tự do và hạnh phúc cho chính bản thân mình và những người thân của mình và con cái của mình trong các thế hệ sau này. Rất là đau lòng, rất là đau lòng quý vị ơi. Tại vì ở cái nước tự do, con chó, con mèo còn hơn con người Việt Nam nhiều lắm. Những cái đứa trẻ mà ở trên cái hình trên YouTube con thấy được, nó cầm, nó bốc đồ ăn ở dưới đất lên nó ăn. Trong khi ở đây con chó, con mèo được để đồ ăn ở trong cái tô đàng hoàng nữa đó quý vị. Cho nên á, phải được tắm rửa đầy đủ. Và cho nên á, người Việt Nam nên mạnh dạn lên. Tại vì á, Ngài Tổng thống Đào Minh Quân đã biết Cộng sản gian ác như thế nào, và chuyên môn là mời người ban đêm, kêu là mời đó quý vị, mời nhưng mà mời ban đêm, mời ban đêm. Và khi vào tù á, khi mà đi vào cái công an á, thì sáng mai á, là khiêng ra chứ không có đi ra. Tại vì họ nói là vô trong tù rồi, vô trong công an thì tự tử. Họ muốn gán cho mình cái gì là họ gán, và luật của họ là luật rừng, và cả một cái rừng luật luôn. Cho nên không có biết đâu mà, người dân không có biết đâu mà tránh được. Thậm chí á, là chỉ có ăn cắp một cái ổ bánh mì thôi mà ở tù quá lâu. Hoặc là một cái người mà đi bắt một con chó thì bị đánh đến chết. Thì cái mạng người của Việt Nam ở mạng người ở Việt Nam quá rẻ, quá rẻ. Cho nên Ngài Tổng thống Đào Minh Quân mới ra một cái trưng cầu dân ý để cho người dân âm thầm mà làm. Mà ở đây á, con cũng xin kêu gọi những người quý Phật tử mà đã đi chùa, thì con cũng đã đi chùa, con cũng đã cúng dường, con cũng đã nghe kinh, thì quý Phật tử nên lắng lòng để mà suy nghĩ. Nhiều khi á, mình nghĩ là mình làm cái điều thiện, nhưng mà mình phải nghĩ xem coi cái điều thiện của mình á, nó đến cái mục đích đó đúng như điều mình mong muốn hay không. Chẳng hạn bây giờ mình đi làm thiện nguyện, mình đi làm thiện nguyện thì
người dân Việt Nam đã quá khổ. Mình đi cho tiền phát gạo, rồi sau khi mình đi cho tiền, mình phát gạo, mình cho mì gói xong, mình đi trở về thì người dân có còn hết khổ không quý vị? Không, cũng y chang như vậy à. Họ chỉ no được 1-2 ngày của cái tiền mình phát, mình làm phước thôi. Rồi sau đó thì họ vẫn khổ như vậy. Thì nhiều năm mà mình đi cúng dường, mình làm phước như vậy á, thì mình thấy là cái điều thiện mình làm nó có kết quả hay không. Đó, cho nên á, nhiều khi quý Phật tử mà giống như mình cũng đã đi làm thiện nguyện, cũng đã cúng chùa, cúng dường, nhưng mình thấy mình làm hoài mà cho tới ngày giờ này người dân Việt Nam vẫn khổ, mà thậm chí cả mất nhà luôn đó. Thì mình phải, khi mình làm những cái điều thiện đó, mình phải suy nghĩ mình nên làm điều gì nữa để mình giúp cho người dân Việt Nam hết khổ, chứ không phải là bớt khổ, hết khổ luôn. Đó là mình phải trưng cầu dân ý. Ngày hồi lúc mà mình làm việc ở đây á, thì nghe một cái cuồng băng, hình như là tên là Ông Già Ba Tri thì phải. Ở trong đó mình có nghe một đoạn là một người chồng thì tu thiền, ngồi ở trong nhà tu thiền, thì người vợ á, phơi lúa ngoài sân. Thì người vợ mới nói là: ông ơi, tôi đi đám giỗ xuống trên á, ông ở nhà coi trời mưa, thì ông đem lúa vô giùm tôi. Thì người vợ mới đi. Đến chừng mà khi người vợ đi về thì trời mưa, lúa ướt hết. Cho nên á, người vợ mới nói lên một câu như thế này mà mình nghe mình nhớ hoài: ông ơi, ông tu vừa vừa thôi, ông tu quá chết con người ta hết ông ơi. Mình nghe câu đó mình suy nghĩ: ủa tại sao mà như vậy? Thì mình mới thấy, à, như vậy khi mình tu á, là mình phải mình tu, mình niệm Phật, đồng ý mình thiền, nhưng mà mình phải biết là mình đang sống ở cái trần gian này, trong cái cuộc đời này nó còn có ăn, còn có những cái mà quanh cái đời sống của mình. Thì mình biết tu là mình phải biết nhìn và phải biết lắng nghe, chứ không phải là mình chỉ tu rồi ai chết mặt ai. Cho nên khi mà mình nghe được cái cuộn băng đó thì mình mới sáng ra được chút xíu là mình làm điều gì, mình phải xem coi mình làm nó có kết quả hay không. Nếu không kết quả thì mình tìm đường khác để mình tìm đường khác để mình đi cho nó có kết quả hơn. Cho nên những cái điều mà mình nói ở đây để chia sẻ với quý cô dì chú bác và quý anh chị em, để tất cả những ai mà đã đến chùa để tu niệm thì nên xem lại là mình cần làm gì để mình giúp cho những người thân của mình, giúp cho những người giống như dân tộc của mình, để nhiều khi mình đang thấy là mình sống những cái ngày bình yên như vậy, nhưng mà hình như mình về Việt Nam thì mình thấy ai cũng đều biết hết á, Việt Nam bây giờ có đồ độc dữ lắm, đồ ăn độc dữ lắm, tất cả đều biết hết. Như vậy có ai đánh dấu hỏi là đồ ăn độc từ đâu không? Có ai hỏi cái câu đó hay không? Khi mà mình ăn cái thức ăn mà bây giờ độc địa, có ai hỏi là thức ăn đó độc từ đâu không? Nó phát xuất từ đâu không? Đó. Thì khi mà mình đặt dấu hỏi như vậy thì mình phải tìm. Thứ nhất, mình thấy là ở cái biên giới của Việt Nam và Trung Quốc á, thì mở cửa và họ muốn qua chừng nào họ qua. Mình cũng coi được cái clip là ở cái biên giới đó họ đi qua rất là dễ dàng. Rồi thứ nhất là họ đưa qua những cái chất bột màu trắng mà không có nhãn mác, để họ chẳng hạn như là để làm bỏ vô trong rượu để cho mau lên men, hoặc là bỏ vô trong cái dưa để cho mau chua, nghĩa là cái chất bột đó, hoặc là họ bỏ trong một cái thùng nước, rồi bắt đầu cái trái sầu riêng á quý vị, trái sầu riêng còn sống họ nhúng vô ngay, họ lấy lên á là cái trái sầu riêng nó nứt ra nó thơm liền. Như vậy là do một cái chất bột đó mình không biết nó từ đâu, cho nên là nó không có nguồn gốc.
Rồi song song đó thì người Việt của mình không có ý thức muốn làm cho cái lợi nhuận của mình được cao lên, cho nên nó không có suy nghĩ là mình làm cái đó hại ai. À, có những người mà mình thấy cái này là phổ biến nhất nè, họ bán nhưng mà không ăn, họ nói cái đó để bán, chứ khi họ ăn thứ khác. Như vậy họ biết cái đó là độc đó, mà bán là bán cho ai ăn? Đó là người dân Việt của mình ăn. Cho nên đây là một cái âm mưu mà người Việt giết người Việt. Tại vì sao? Tại vì đói khổ quá cho nên cần kiếm ăn thì không có, chính quyền thì không có màng tới, họ chỉ lo gom góp vô cái gia đình họ rồi họ đi ra nước ngoài, đem con ra nước ngoài Úc, Mỹ, Canada, trong khi bỏ lại dân Việt Nam thì ăn những đồ ăn độc địa. Còn họ thì còn họ là sao? Mình nghe kể là bây giờ những cái người mà đảng viên đảng cộng sản ở Việt Nam là đi qua Singapore để mua đồ ăn, không mà họ đi chợ bằng máy bay của Việt một tiếng hai tiếng là gì nghe là quý vị thấy như thế nào đó. Là đó là phổ biến lắm nha, là mình nghe nhiều người nói lắm đó, họ đi chợ đi Singapore đi bằng máy bay á, còn trong khi dân Việt Nam của mình như thế nào. Là như vậy là những người lãnh đạo đó họ có thương dân Việt Nam mình hay không, mình không hiểu họ là người Tàu hay là người Việt bị thuần hóa. Cho nên á, là nếu biết được trả lời những cái câu hỏi đó, Việt Nam mình đang ăn thức ăn độc từ đâu, người Việt mình đang hại người Việt từ đâu, thì mình phải biết tìm con đường để mình đi. Mỗi một người nên ý thức, mỗi một người nên tìm một cái con đường sáng. Mà hiện tại bây giờ là ngài Tổng thống Đào Minh Quân đang vói tay để vịnh lên vai mỗi một người dân Việt Nam bằng lá phiếu trưng cầu dân ý. Bây giờ ngài đã bước về Việt Nam qua lá phiếu trưng cầu dân ý. Như vậy nếu mà người dân Việt Nam, toàn bộ người dân Việt Nam đều trưng cầu dân ý thì ngài sẽ bước về bằng xương bằng thịt thôi quý vị. Nó đơn giản như vậy thôi. Thành ra mình xin kêu gọi người dân Việt Nam nên nói với nhau. Mặc dù á là cộng sản họ rình mò, họ tìm cách để họ bắt bớ, nhưng mà họ đâu có đeo theo mình, kế cận mình hoài đâu quý vị. Thành ra khi quý vị đi đâu thì quý vị phải phổ biến cho những người dân Việt Nam biết. Những người quen hay là những người chưa quen, để họ hiểu được là nước Việt Nam mình đang có người cứu là ngài Tổng thống Đào Minh Quân, để cho dân Việt Nam sẽ có một ngày mai tươi sáng, một ngày được ấm no, một ngày được hạnh phúc, và thế hệ của con cái của mình về sau này sẽ không bị Hán hóa, không bị Trung Cộng nó vào để nó xâm lược nữa. Chị Pha Lê có ý kiến bây gì? Giờ hát một bản nhạc đi ha chị, rồi mình nói tiếp. Thân mình ngày ngày cũng lo việc nước, một lần
đoàn tiên đó không ngại dùng để nước hy sinh cho một đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào minh quân dân đang chờ ngày vui lắm. Anh đang bao lỗi lầm than. Việt Nam đào minh quân dân đang đổ cùng thiên sông núi. Ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. À, nó, nếu mà nói nãy giờ nói Đào Minh Quân thì bây giờ mình hát thêm một bản này nhé. Thì nãy giờ nói về tổng thống Đào Minh Quân cái bản nhạc, thì bây giờ nghe cái bản nhạc này. Triệu bàn tay nối lại thành triệu bàn tay. Chỉ một bàn tay hóa ra thành triệu bàn tay. Triệu bàn tay mất nó bay ngọn cờ vàng. Là triệu bàn tay đem cho ta quân bảo tàng. Triệu người Việt Nam đáp trên mặt địa cầu. Cùng một bàn tay đông trên đòi lại quê hương. Đòi lại tự do đã bao năm anh ngục tù. Đòi lại Việt Nam phát ban niềm thích loài đồng nô. Đói cho toàn thế giới biết rằng Việt Nam bây giờ đang sống đầm than. Nước không có tự do, người không có nhân quyền. Đói cho toàn thế giới biết rằng Việt Nam bây giờ đang sống đầm than. Nước không có tự do, người không có nhân quyền. Chiều bàn tay mất nung bay ngọn cờ vàng. Là chiều bàn tay đánh cho tan nước quân bảo tàng. Chiều người Việt Nam khắp trên mặt địa cầu. Cùng một bàn tay đấu tranh đòi lại quê hương. Đòi lại tự do đã bao năm thành ngục tù. Đòi lại Việt Nam xóa tan diệt sách loài đồng nô. Đòi cho toàn thế giới biết rằng Việt Nam bây giờ đang sống lầm than. Nhưng không có tự do, người không có nhân quyền. Nói cho toàn thế giới biết rằng Việt Nam bây giờ đang sống lầm than. Nhưng không có tự do, người không có nhân quyền. Nói cho toàn thế giới biết rằng chị Kim cũng nói về Việt Nam, nói về tổng thống, thành ra cái phần mà tiểu sử tổng thống còn rất là nhiều. Thì lần lượt Khoa và chị Kim sẽ kể là sau khi tổng thống vượt ngục về như thế nào, và ở trong ngục như thế nào. Và Khoa thấy nói là nó rất nhiều câu chuyện rất là ly kỳ và hấp dẫn.
Nhưng mà mỗi một lần live stream thì Pha và chị Kim sẽ trích ra một đoạn, và chúng tôi sẽ lần lượt nói về tiểu sử Tổng thống Đào Minh Quân. Còn bây giờ thì Pha có những cái câu hỏi mà của, thật ra là Pha ở Úc, nhưng mà Pha không hiểu được tại sao những người ở Hoa Kỳ đó, những người Việt Nam ở Mỹ lại không phải chối bỏ, không tin về chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để thăm Việt Nam Cộng Hòa. Thì Pha có đồng nhiệm từ bên Mỹ, mỗi khi mà anh ra uống cà phê mà anh bắt đầu nói về chính phủ, về tổng thống thì anh giải thích. Nhưng mà nó lạ cái người ở Mỹ, nói cho người ở Mỹ thì lại không nghe, mà phải chờ một người ở chỗ khác nói mới nghe. Cái này là một điều kỳ lạ. Rồi anh mấy điện thoại cho Pha nói là Pha, đại biểu ở Úc, giải thích cho mấy người này nghe dùm cho tôi coi, tôi nói họ không tin. Và những người đó họ không tin là có những đại biểu đại diện cho chính phủ ở bên nước Úc. Khi mà họ nghe đại hội họ cũng, họ nghĩ là giống như nói chuyện nó không có. Tại vì họ cố tình là không có tin và không để ý và không muốn phụ nhận, phải nhìn nhận như vậy. Thì Pha sẽ giải thích những cái mà những người đã thắc mắc. Xong thì lại họ lại đồng ý, và họ trưng cầu dân ý Đảng Cộng hòa Hồ Chí Minh. Nó tại sao nó lạ vậy? Trong khi cũng đồng nhiệm ở bên Mỹ nói là không nghe, mà đồng nhiệm ở ở Úc thì giải thích. Chắc là khi á, khi họ thấy là những người ở Úc này cũng, chính phủ cũng có người ở Úc, vậy thì chắc là có thật. Rồi thì hôm nay cũng có nữa. Thì nó là không có tin chính phủ này giải thể được Cộng sản Việt Nam, và Tổng thống làm sao ký sắc lệnh cái này này kia. Thì Pha sẽ thích, nên nó Pha ngưng về tiểu sử Tổng thống và bắt đầu Pha trở lại. Tại vì cái live stream này mình cũng không quá dài, nên nó là Pha sẽ đọc và giải thích luôn cho tất cả đồng bào, anh chị em khắp nơi trên thế giới, làm sao Tổng thống Đào Minh Quân có thể giải thể được Cộng sản, và cái sức mạnh của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là như thế nào. Thì trước năm 1990 thì Tổng thống, sau mà khi mà bên Tổng thống năm 1989 là Chủ tịch Việt Nam Tân Dân Chủ, sau đó đó mới thành lập chính phủ. Khi mà nghe được cái mật nghị Thành Đô mà Cộng sản Việt Nam nó đã ký bán cho Tàu Cộng đó, thì lập tức Tân Dân Chủ, những người đấu tranh thành lập cái chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, và Tổng thống Đào Minh Quân đã được bầu ra là Thủ tướng của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Và Tổng thống lui về Sa Mạc để bỏ cái giường không nhà trống đó là để gài cho Cộng sản Việt Nam, đem tất cả tài sản qua bên Mỹ đầu tư vào đó, và sau đó truy tìm để mà đóng băng cái số tài sản là 617 tỷ. Khi mà trừ hết tiền luật sư là còn 601 tỷ. Đó là một cái mà Tổng thống đầu tiên đã làm, và đã gài bẫy cho Cộng sản Việt Nam lọt vào cái bẫy đó. Thì còn nói về Biển Đông, và nói gì, tại sao mà chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để thăm Việt Nam Cộng Hòa song hành với Mỹ Liên Hiệp Quốc, lấy cái Mỹ làm gì mà chịu giúp cho Việt Nam? Tại vì có nhiều người không biết, khi mùng năm 1975 chúng ta bị mất miền Nam là Mỹ nó đã rút về và ký cái hiệp định Paris đó. Mỹ nó gài cho ký để mà sau này Cộng sản Việt Nam đã vi phạm ký mà lại không có làm, nhưng mà Mỹ vẫn im lặng cho rút quân, rút hết về không làm nữa, để mà gài cho Cộng sản nó vào cái bẫy. Thì nãy giờ nói là tại sao Tổng thống Đào Minh Quân có cái quyền gì để ký cái sắc lệnh. Hiện bây giờ thì chúng ta biết là tất cả các chiến hạm của đồng minh đang ở Biển Đông. Thì bây giờ, hồi nãy Pha đã nói là chính phủ Tổng thống thời đó là Thủ tướng nên có quyền ký cái sắc lệnh để cho đồng minh tiến vào Biển Đông. Nếu như chúng ta không có chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và chúng ta không có thủ tướng thì chúng ta không có ký được cái gì hết. Khi chúng ta thành lập chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời
thì chúng ta đã có một chánh phủ. Tuy rằng chánh phủ của ta lưu vong ở hải ngoại, chánh phủ không có giống như tất cả mọi người nói ở chánh phủ là phải to, thật là to, phải ở trong nước mới là một chánh phủ. Chính phủ đã thành lập ở hải ngoại và thủ tướng cũng được bầu lên, nên thủ tướng có quyền ký sắc lệnh. Tại vì khi mà chúng ta có chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, tức là Việt Nam Cộng Hòa, thì cái chủ quyền ở Biển Đông đó là của Việt Nam Cộng Hòa. Thì tổng thống là thủ tướng thời đó ký ra sắc lệnh. Thì ai cũng thắc mắc đó, là người ta không tin. Hôm nay thì Pha đã đọc trên diễn đàn này cho những người chưa biết và những người chưa tin. Nghe cái sắc lệnh của thủ tướng Đào Minh Quân ký vào ngày 25 tháng 10 2015 để là anh chị em nghe là tại sao đồng minh tiến vào Biển Đông và đang ở đó. Nếu như thủ tướng Đào Minh Quân không có ký sắc lệnh năm 2015 đó, thì không có cái chiến hạm nào mà tiến vào Biển Đông và họ không dám tới. Tại vì những nước tự do đó là họ rất là tôn trọng cái chủ quyền. Và cái Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam Cộng Hòa và Biển Đông là của Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra là thủ tướng có quyền ký. Thì bây giờ Pha đọc cho anh chị em nghe cái sắc lệnh. Tại vì rất là nhiều người thắc mắc nên đó, cái diễn đàn này Pha sẽ trả lời và Pha ngưng nói về tiểu sử để mà trả lời cái sức mạnh của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời hiện giờ là Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Thì mời tất cả anh chị em. Việt Nam Cộng Hòa, thủ tướng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, lấy lại đất tổ không làm khổ dân. PO Box 2807 Alaham Kali 92814. Chấp thuận cho Hoa Kỳ và đồng minh tuần tra trong hải phận Việt Nam. Sắc lệnh số 002/25102015 /SL/TT, tức là cái số này ra ngày đó tháng đó là sắc lệnh của thủ tướng, hai chữ TT là viết tắt. Hoa Kỳ ngày 25 tháng 10 2015. Kính thưa quốc dân đồng bào, vì tàu cộng đã chiếm đóng Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ của Việt Nam, cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hèn nhát bù nhìn chỉ phản ứng lấy lệ để cấp tốc bảo vệ tổ quốc. Nhân danh là thủ tướng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đại diện duy nhất hợp pháp của Việt Nam do ba thế hệ bầu lên, được Hoa Kỳ cùng 28 nước Liên hiệp Âu Châu thừa nhận, tôi xin toàn dân ủng hộ ba quyết định sau đây. 1. Chấp thuận cho Hải quân Hoa Kỳ và các nước đồng minh được tiến vào thềm lục địa Việt Nam, bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa, để tuần tra, duy trì hòa bình tại vùng Đông Nam Á, Thái Bình Dương để bảo vệ an toàn hàng hải và lợi ích chiến lược của nước ta. 2. Sự hiện diện của các lực lượng Hoa Kỳ và đồng minh trong hải phận Việt Nam sẽ chấm dứt sau khi giải tỏa được quả xâm lược lộng hành phi pháp của tàu cộng. 3. Hoa Kỳ và các nước đồng minh phải cam kết tôn trọng, bảo vệ chủ quyền Việt Nam và tuân theo sự điều động của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do tôi lãnh đạo, thủ tướng Đào Minh Quân ấn ký. Cái sắc lệnh này nó không có lâu lắm đem về em, 2015. Mà tại sao cái sắc lệnh này không có ký trước đó và cũng không ký sau khi 2015 mà lại ký 2015? Thì có lần chắc là tất cả đồng anh chị em đã nghe là Pha đã qua bên Mỹ và đó có đến cái thư viện Nixon. Nơi đó là chính phủ Hoa Kỳ đã mời thủ tướng, lúc đó là thủ tướng Đào Minh Quân, tới cái thư viện Nixon. Chính là Pha đã đến cái thư viện và đến cái phòng đó. Và
chụp và quay được những cái cảnh mà của thời thủ tổng thống Diệm và tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ở đó. Thì họ đã mời thủ tướng thời đó là thủ tướng Đào Minh Quân đến đó để mở một cái buổi tiệc mà chào đón rất là trân, phải nói là những chính khách Hoa Kỳ và những người tài phiệt ở đó được bảo vệ an ninh rất là chặt chẽ, là để cho thủ tướng Đào Minh Quân thời đó công bố chủ quyền của Việt Nam là chủ quyền do tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo, nên mới có cái sắc lệnh này ký ra. Cái sắc lệnh ký không có phải là một chuyện chơi đâu. Và bây giờ tất cả đồng bào Việt Nam của chúng ta đã thấy những chiến hạm của đồng minh tại Hoa Kỳ đang ở, bây giờ còn ở Cam Ranh còn có nữa. Và tại sao họ tiến đến đó? Như hồi nãy Pha đã đọc cái sắc lệnh là tổng thủ tướng, tức là hiện giờ là tổng thống Đào Minh Quân đã ký nên họ mới vào đó được. Nếu như tổng thống Đào Minh Quân không có ký sắc lệnh không cho phép họ vào Biển Đông thì họ không bao giờ đến Biển Đông. Tại vì những nước tự do họ tôn trọng chủ quyền và tôn trọng những cái gì lực hàng hải. Và còn có người thắc mắc lại nói là tại sao Hoa Kỳ lại làm như vậy, phải nghe lời thủ tướng Đào Minh Quân ký sắc lệnh thời đó. Hoa Kỳ có quyền lợi của Hoa Kỳ, như hồi nãy Pha đã nói, Hoa Kỳ đã rút quân về, bỏ Việt Nam cho lọt vào tay Cộng sản. Cái đó là họ đã tính sẵn. Và bây giờ họ muốn làm cái gì mà để diệt Cộng sản đó, thì họ phải liên kết với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa do tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo. Và cái quyền lợi nào mà để họ giúp chúng ta giải thể Cộng sản là bây giờ anh chị em nghe trưng cầu dân ý là bước cuối cùng. Thì Mỹ nó có quyền lợi của Mỹ. Cái đường hàng hải đó đó không thể mất vào tay Trung Cộng. Mà Mỹ là một cường quốc số 1 trên thế giới thì không bao giờ để cho Trung Cộng muốn làm gì thì làm. Nên nó tất cả những chiến hạm của Mỹ tiến vào Biển Đông là để bảo vệ cái đường hàng hải. Và ở Biển Đông có một kho dầu khí rất là lớn của Việt Nam Cộng Hòa, tức là gấp 72 lần của Kuwait. Và sau khi mà Tổng thống Đào Minh Quân lấy lại chủ quyền đất nước thì sẽ ký cái hợp đồng để khai thác cái kho dầu khí đó để lo cho người dân Việt Nam. Mà Hoa Kỳ là có 20% khai thác, tức là cái công khai thác, còn 80% là của Việt Nam Cộng Hòa. Đó là một cái quyền lợi mà chính phủ Mỹ họ có, vừa khai thác dầu quả ở Biển Đông, vừa bảo vệ được đường hàng hải. Còn chưa, đây là một cái còn rất là lớn và rất là quan trọng mà Mỹ nó làm cho Việt Nam Cộng Hòa. Tổng thống Đào Minh Quân khởi kiện thưa Tàu Cộng 38.000 tỷ Mỹ Kim, mà Tổng thống đã hiến tặng là 22.000 tỷ Mỹ Kim cho chính phủ Hoa Kỳ để mà trấn qua cái số nợ mà chính phủ Hoa Kỳ đã mua cái bond của Trung Cộng. Mà thật ra những cái này là họ đã tính trước rồi. Hoa Kỳ tại sao phải đi mua bond để cho cái số nợ nó lên nhiều như vậy? Để bây giờ Tổng thống thưa Tàu Cộng về cái tội mà đem Việt Giang Hồ Chí Minh vào trong đất nước Việt Nam, để cấn cái số nợ đó qua, để cho Cộng sản Trung Cộng nó trắng tay và đất nước Trung Cộng nó sẽ nổi loạn là do mất hết tiền bạc. Thì nếu mà anh chị em có làm không? Tổng thống Đào Minh Quân truy tìm tài sản của Cộng sản Việt Nam gửi qua bên Mỹ 617 tỷ là một, giữ được đường hàng hải ở Biển Đông không cho Trung Cộng là làm cha ở đó, hay là nói chung là muốn làm gì thì làm, và khai thác cái kho dầu khí ở Biển Đông. Rồi bây giờ tới thưa Tàu Cộng 22.000 tỷ mà Tổng thống đã hiến tặng cho chính phủ Hoa Kỳ về cưu mang những người tị nạn Việt Nam là 22.000 tỷ để cấn nợ qua, để cho Cộng sản nó sụp đổ, Cộng sản Trung Cộng nó sụp đổ hoàn toàn.
và chính phủ Hoa Kỳ không còn thiếu nợ Trung Cộng và nước Mỹ sẽ giàu có trở lại, tức là không thiếu nợ của ai cả, và Tổng thống Trump sẽ trả được cái món nợ lớn như vậy cho người Mỹ, cho quốc dân của Hoa Kỳ. Thì Tổng thống Trump có làm hay không? Anh chị em nghĩ nếu anh chị em có làm không? Bốn cái điều kiện đó đó là bốn cái điều kiện mà Mỹ hiện bây giờ đang song hành với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Cái quyền lợi của họ quá nhiều mà họ có làm hay không, anh chị em nghĩ đi. Và họ diệt được cộng sản quốc tế và cho thế giới này được hòa bình. Đó là cái thứ năm mà họ có. Cái nhiều như vậy mà không làm, anh chị em làm hay không? Thử đi. Đó là sức mạnh của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời với cái chiến lược, sách lược của Tổng thống Đào Minh Quân, bây giờ là Đại tam Việt Nam Cộng Hòa. Cái tập hồ sơ thưa Tàu Cộng hồi nãy giờ Pha nói nhưng mà không đưa. Cái này là Tổng thống Đào Minh Quân bây giờ đã lên 38.000 tỷ Mỹ Kim, và cái này là Tổng thống đã tặng cho Pha để cho mà Pha có thể đưa lên cho tất cả đồng bào biết. Đây là việc thật. Tất cả tội ác của Cộng sản Việt Nam là 4.000 trang, và cái tập hồ sơ này là 233 trang, bây giờ đã update lên là 38.000 tỷ Mỹ Kim. Và cái tập hồ sơ mới mà Tổng thống đã đưa ra cho tất cả những người trong cái đại hội ở Úc, từ người từ bàn coi cái cuốn đó, người thật việc thật. Cái đó là cái mà quá nhiều quyền lợi của chính phủ Hoa Kỳ mà họ không làm hay sao? Họ đánh sập được cộng sản quốc tế là không có ai ăn cắp những cái bản quyền trí tuệ, những ăn cắp tất cả những gì của Mỹ mà đem đi sản xuất, là hầu như Tàu Cộng nó ăn cắp hết. Mỗi một năm như vậy chính phủ Hoa Kỳ mất rất là nhiều tiền, mà ở nước tự do đó họ rất là tôn trọng cái bản quyền, tức là ai chế ra cái gì thì thuộc về của người đó, không được ăn cắp, không được nhái. Nhưng mà Tàu Cộng thì hầu như họ làm hết. Thì mỗi một năm Hoa Kỳ thiệt hại rất là phải nói là tỷ tỷ, mà không phải nói là quá nhiều. Thành ra đó, tại sao nước Mỹ bằng mọi giá đánh kinh tế của Trung Cộng, làm mọi cách là để dẹp cộng sản quốc tế. Thì tới chừng đó Mỹ có thàm bá chủ toàn cầu nữa không anh chị em? Hiện bây giờ là cường quốc số 1 trên thế giới, dẹp đi cộng sản, lấy lại chủ quyền tất cả những cái gì mà người Mỹ hiện đang nắm. Thì anh chị em nghĩ là có nước Mỹ mai mốt sau này khi dẹp được cộng sản, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa lấy lại chủ quyền đất nước về tay Việt Nam Cộng Hòa, và ký hợp đồng rất là nhiều để làm ăn với Mỹ, và tất cả những người khắp nơi trên thế giới vào trong nước Việt Nam của mình làm ăn, thì nước Việt Nam mình có giàu hay không anh chị em? Tự do thì họ làm với tự do, chứ không ai thích làm với cộng sản Việt Nam cả. Thật ra họ ban giao họ làm gì á, tại vì đó là cái họ đang làm. Họ ban ký ban giao này nhưng mà họ đánh về những cái thứ khác, họ đâu có coi cộng sản Việt Nam trong mắt của họ. Cộng sản Trung Cộng họ còn chả coi ra gì. Cái chiến lược sách lược này giữa ông Trump và Tổng thống Đào Minh Quân thì sẽ đẩy cộng sản quốc tế nó sập hoàn toàn. Tất cả những cái quyền lợi mà Mỹ hồi nãy giờ anh chị em nghĩ là tại sao Mỹ song hành với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và 27 nước, hồi trước là 28 bây giờ còn 27, tất cả quyền lợi của họ họ không làm. Quá nhiều quyền lợi như vậy mà họ không làm, mà tại sao chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời có nhiều quyền lợi để cho họ? Nước Việt Nam của chúng ta rất là giàu, tài nguyên phong phú, nổi cái kho dầu ở Biển Đông là nuôi cho người dân Việt Nam chúng ta có một đời sống rất là thoải mái rồi. Nên ở trong sống cũng đã có giết rồi. Anh chị em chắc nghe cái câu này nè, Việt Nam là cái dàm lầu, khắp nơi thế giới đâu đâu cũng về. Sau này Việt Nam tự do thì tất cả các nơi trên thế giới đổ về trong đất nước Việt Nam. Họ đi du lịch cũng nhiều, họ bỏ tiền vào đầu tư cũng nhiều. Khi mà chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa lấy lại chủ quyền, họ bảo đảm với anh chị em, tất cả các công ty ở hải ngoại này, nhất là các công ty mà làm ăn mà
họ thấy cái gì của Việt Nam cần á là họ nhào vào đó mà họ ký cái hợp đồng để mà họ được làm. Thì anh chị em nghĩ là họ có muốn Việt Nam tự do hay không? Thí dụ như qua thí dụ nè, đường xá Việt Nam quá nhiều, không có chỗ, không có đường xá để cho đồng bào, hay là những làng quê hẻo lánh không có đường, thì những công ty mà họ làm đường đó thì họ sẽ vào Việt Nam ký cái hợp đồng để họ làm. Thí dụ như vậy. Rồi á, xây công ty xây cất, người Việt Nam quá nhiều, người nghèo không có nhà, trường học thì thiếu, bệnh viện thì thiếu, vậy thì các công ty nước ngoài có vào Việt Nam để ký hợp đồng để làm không anh chị em? Đó là những cái trước mắt. Còn sản xuất cái này, mở cái này kia để sản xuất cho người dân Việt Nam của chúng ta có công ăn việc làm, cái đó mình còn chưa nói đến. Mình nói những gì của đất nước Việt Nam cần. Và có nhiều người thì nói là ủa tiền đâu mà có. Với cái tài mà ngoại giao của Tổng thống Đào Minh Quân, một là trong đất nước Việt Nam có nhiều tài nguyên mà anh chị em chưa biết, khi Tổng thống về thì anh chị em sẽ biết. Còn cái kho dầu ngoài Biển Đông cũng vậy, khai thác lên thì tiền đó lo cho người dân Việt Nam. Còn chưa nói là lấy những cái tiền mà của Cộng sản Việt Nam đã gửi qua bên Mỹ nữa kìa. Đúng ra là tiền đó đó là tiền của người dân Việt Nam. Nếu Tổng thống Đào Minh Quân muốn lấy cái số tiền đó để mà trang trải cho người dân Việt Nam cũng được. Tại vì Tổng thống đã cho chính phủ Hoa Kỳ quá nhiều phúc lợi rồi. Mà đối với những nước tự do, nói thiệt chứ họ không coi những cái đó là những cái mà họ cần phải lấy của Việt Nam thì trả lại cho Việt Nam. Quá nhiều tiền như vậy thì anh chị em nghĩ là Tổng thống có tiền để mà lo cho người dân Việt Nam hay không? Nếu không có thì không ai nói cả. Còn chưa, anh chị em còn chưa biết những cái tiền mà chúng tôi biết, nhưng mà anh chị em ở ngoài không biết. Tổng thống là một người rất là đặc biệt. Có thể là như là chị Kim hồi nãy đã nói nhá, là ơn trên đã soi sáng và ơn trên đã chọn Tổng thống Đào Minh Quân để cứu lấy đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì tất cả những cái gì liên quan tới đất nước, liên quan tới Tổng thống Đào Minh Quân là do có sự sắp đặt sẵn. Tại sao mà Tổng thống Đào Minh Quân biết được nhiều thứ như vậy? Và tại sao Tổng thống Đào Minh Quân thông minh như vậy, trí tệ như vậy? Và tại sao Tổng thống phải tu? Và tại sao Tổng thống muốn dạy đạo đức cho tất cả quý đồng nhiệm, để trở về đem cái đạo đức đem lại cho nền cái nền đạo đức của người Việt Nam, để cho đất nước Việt Nam trở lại cái thời Thượng Quân Thánh Đức? Có thể chúng ta cứ đặt đại cái câu hỏi vậy đi. Tại sao Tổng thống Đào Minh Quân phải giải thể Cộng sản Việt Nam? Tại sao Tổng thống phải làm như vậy? Tại sao Tổng thống làm vậy? Thì anh chị em sẽ có câu trả lời ngay. Và mình tin chắc rằng á, đất nước Việt Nam đã đến lúc phải thay đổi. Nếu như không thay đổi thì người dân Việt Nam sẽ chết hết. Không chết vì bom đạn á, thì cũng chết vì thực phẩm độc. Và sẽ ung thư, sẽ chết từ từ lần một hết. Đó là chính mình hủy diệt mình chứ không ai cả. Có phải mình là mình vì quyền lợi của mình, như chị Kim nói, mình tự vì lợi nhuận của mình, rồi mình không nghĩ cho người khác, mình bán được nhiều là được, mình tiếp tay để hại người Việt của mình, thì Tàu Cộng nó dựa vào đó, nó cho thêm để nhanh hơn, để chúng ta hủy diệt nhanh hơn. Cái đó có phải là người Việt giết người Việt hay không? Dạ, chưa có vậy. Chiến tranh thì nếu chúng ta không thay đổi, nếu không có ai để cứu đất nước Việt Nam thì chúng ta sẽ chết lần chết mòn, chết trong sự tức tưởi đau khổ mà chúng ta không biết cái nguyên nhân tại sao chết, chết trong thầm lặng đó. Anh chị em có nghe cái cuốn mà chết by China, Death by China chưa? Cái cuốn mà Death by China đó là Tổng thống Trump đã đọc hết cái cuốn đó đó. Lúc đó cái người viết ra cuốn sách đó đó là người ta rùng mình. Tức là Tàu Cộng muốn bá chủ toàn cầu và muốn giết rất là nhiều người qua cái tay của họ, từ những thực phẩm, từ những đồ sản xuất ra. Nên nó mới có cái từ là Death by China. Khi tổng pha thì có đọc,
thời đó mà Pha chưa có vào chính phủ, Pha cũng tìm hiểu về đủ thứ về mà thời sự, thì Tổng thống Trump đã đọc hết cái cuốn sách đó. Nên bây giờ tại sao mà đồng bào anh chị em thấy là Tổng thống Trump rất là cứng rắn với Tàu Cộng? Phải nói là cái ông Tổng thống này phải nói là mình phải phục cái tài của ổng luôn. Ổng rất ghét Cộng sản và ổng rất là tin tưởng vào Chúa, vào những đấng thiêng liêng, và ổng rất là nhân từ. Ổng cũng muốn cho thế giới này an bình, và cũng đỡ như vậy là chúng ta gặp Tổng thống Trump và Tổng thống Đào Minh Quân, cả một người cứng rắn mạnh mẽ và một người nhân từ đạo đức và có sách lược chiến lược. Nên Pha thường gọi Tổng thống là một người nhà chiến lược, sách lược. Chúng ta phải phối hợp rất là nhiều thứ, chúng ta phải phối hợp về sách lược, chiến lược, và những gì mà Mỹ, chính phủ Mỹ nó làm, nó cũng phải kết hợp với mình. Nếu nó muốn dẹp Cộng sản, nó phải dựa vào Việt Nam Cộng Hòa. Nó muốn lấy lại chủ quyền Biển Đông mà nó đi qua đi lại tự do, thì nó cũng phải dựa vào Việt Nam Cộng Hòa, tức là để tăng Việt Nam Cộng Hòa. Muốn lấy hết tài sản của Cộng sản Việt Nam gửi qua Mỹ cũng phải dựa vào Việt Nam Cộng Hòa. Vậy thì tất cả những cái gì mà chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa làm, bao nhiêu đó có đủ lấy lại chủ quyền Việt Nam hay không? Anh chị em thử hỏi đi. Đó là tại vì có nhiều người thắc mắc lắm, nên hôm nay Phan ngưng về tiểu sử một chút. Phan nói về thì chỉ có tiểu sử của một người như vậy thì mới có ra những cái này, mới có ra sách lược, chiến lược, sắc lệnh và thư Tàu Cộng. Nếu không có một người thông minh như Thủ tướng Đào Minh Quân thời đó, bây giờ là Tổng thống, thì chúng ta không có những cái sách lược, chiến lược này, và chúng ta không có sắc lệnh đi ký. Không có chính phủ thì làm sao mình ký sắc lệnh? Không lẽ một tổ chức đi ký sắc lệnh à? Anh chị em thấy có tổ chức nào có quyền ký sắc lệnh để cho đồng minh tiến vào Biển Đông hay không? Không bao giờ có, và họ không có đủ cái quyền hạn đó. Chỉ một chính phủ mới có quyền ký sắc lệnh. Mà tại sao Hoa Kỳ lại nghe cái sắc lệnh này, lại tiến vào Biển Đông? Hiện bây giờ là bao nhiêu nước ở đó luôn, cả Úc cũng có ở đó. Thì anh chị em nghĩ đi, không lẽ Hoa Kỳ là một nước cường quốc trên thế giới mà không biết cái nào đúng, cái nào sai, và nên làm, và không nên làm, sao lại họ tiến vào đó? Mà Mỹ dẫn đầu thì tất cả các nước khác cũng chạy theo Mỹ à. Yêu cầu Mỹ làm thì nước nào cũng chạy theo đó. Luôn cả Úc này bây giờ cũng vậy nữa nè. Úc bây giờ còn phải nghe lời Mỹ để làm cái này cái kia để chống Cộng sản. Thì anh chị em nghĩ là tại sao Mỹ phải nghe lời cái sắc lệnh này để tiến vào Biển Đông? Nhiều người cứ thắc mắc chuyện là lạ kỳ. Thì là một chính phủ mới có thể ký được, và một thủ tướng mới có thể ký được. Đó là câu trả lời. Còn quyền lợi của Mỹ thì quá nhiều nên họ làm. Chỉ vậy thôi. Một quyền lợi mà phải đưa nước Mỹ lên không phải là số 1 cường quốc trên thế giới nữa, mà phải nói là bá chủ toàn cầu thì có. Họ không làm hay sao? Anh chị em nghĩ đi. Thì bây giờ nói tới nói lui, chúng ta còn một bước cuối cùng là chúng ta trưng cầu dân ý. Toàn dân Việt Nam hãy nói cho thế giới biết là chúng ta muốn tự do. Hãy nói cho thế giới biết là chúng ta đang sống nghèo khổ làm than với cái ách thống trị của Cộng sản Việt Nam. Đó là bằng lá phiếu trưng cầu dân ý. Một bước cuối cùng, 30 năm Tổng thống đã ra tất cả những sách lược, chiến lược. Bây giờ một bước cuối cùng là lá phiếu trưng cầu dân ý. Còn có người ở trên mạng viết những cái này nè, muốn mở cái hiệp định 73 thì vào cái đường link này để ký tên. Ủa, ai có đủ cái khả năng để mở lại cái hiệp định 73 và cái Geneva năm 1954? Tổng thống đã ký được cái sắc lệnh ở Biển Đông, thì anh chị em nghĩ là Tổng thống Đào Minh Quân có mở được hiệp định Paris hay không? Anh chị em thử hỏi đi, ai có cái khả năng để mở cái hiệp định 73 và 54? Sắc lệnh vào Biển Đông mà đồng minh còn ngoan ngoãn chạy vào bên đó, mà đừng có nói cái hiệp định Paris là cái gì. 5 triệu phiếu của người dân Việt Nam
Tổng thống sẽ mở Hiệp định 73 và 54 để thống nhất đất nước sau khi lấy lại chủ quyền Việt Nam Cộng Hòa. Đừng có nghe bất cứ một hội đoàn đoàn thể nào mất thời gian và nói cho người ta biết là mình kém thông minh. Tại vì một tổ chức không làm được cái gì đó, nếu làm được thì họ đã làm từ lâu rồi. Chứ đừng nói bây giờ mà kêu đi ký tên, hết người này ký tới người kia ký. Ký rồi thì đem để qua một bên làm được gì? Quốc hội nào để tiếp mấy cái tiền, mấy cái tổ chức đó để mở lại hiệp định? Chính phủ người ta chỉ nói chuyện với chính phủ mà thôi. Tức là chính phủ Mỹ thì nói chuyện với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa. Còn muốn nói với chuyện với chính phủ Mỹ thì phải kiếm ông thủ tướng. Kiếm nước Úc thì chỉ kiếm thủ tướng Úc chứ. Còn Âu Châu thì phải kiếm thủ tướng Âu Châu, tổng thống chứ. Không lẽ là đi kiếm cái tổ chức nhỏ để nói chuyện hả? Vậy thì tự nhiên là Đàm phải nói là đem cái chính phủ Mỹ hay là Liên Hiệp Quốc đặt ngang hàng với những cái thấp kém của xã hội hả? Nên anh chị em đừng có tin bất cứ người nào. Chỉ có Tổng thống Đàm Minh Quân mới mở lại Hiệp định 73 và 54 mà thôi. Không có ai có bản lĩnh và không có ai làm được. Chỉ có một chính phủ mới làm được mà thôi. Bây giờ là tổng thống đã là tổng thống, được người dân bầu lên là có đủ cái bản lãnh và khả năng, cái tiếng nói mạnh trên đường quốc tế để mà làm tất cả những gì lấy lại chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa. Thời buổi bây giờ mà còn đấu tranh mà lại kêu bằng cái gì ta? Đấu tranh mà không biết cái nào đúng, cái nào sai. Đấu tranh nào chánh, nào tà. Chính phủ thì to đùng ở đó mà được thế giới ủng hộ mà chúng ta không làm, chúng ta không nắm tay lại để làm, mà chúng ta tự ra làm. Mai mốt thì Tổng thống Đàm Minh Quân trở về nước thì những tổ chức đó nghĩ sao vậy? Đừng khoa khuyên rằng tất cả các tổ chức hội đoàn đừng có coi cái tôi của mình nó to quá, đừng nghĩ là mình làm được cái gì. Một tổ chức không làm được gì, tại sao chúng tôi phải theo Tổng thống Đào Minh Quân phải gia nhập vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa? Vì tôi biết cái sức mạnh của một chính phủ nên chúng tôi mới theo. Chứ đừng có học cái tổ chức nào, thà tôi ở nhà ngủ còn sướng hơn nữa, tôi nói thiệt. Nên chúng tôi mới lên đây nè. Nếu mà không phải chính phủ chúng tôi không có lên đây đâu. Chúng tôi không có rảnh để đi làm cái chuyện mà không có kết quả mà lại làm. Nên nó là phao khuyên tất cả đồng bào Việt Nam chúng ta hãy tỉnh thức, hãy biết cái nào mà chúng ta nên theo và cái nào mà chúng ta có thể cứu được đồng bào đất nước của mình. Phải theo một người hiền từ đạo đức, chứ đừng có theo những người mà chỉ nói bằng cái miệng mà không có làm. Chắc có thể anh chị em thấy thắc mắc là tại sao chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa mà cứ là vài tháng có một đại hội. Chắc có nhiều người thắc mắc và ở trên những cái diễn đàn đều phải viết comment. Tại vì là chúng tôi là một chính phủ. Một chính phủ thì phải làm như một chính phủ. Có phải trong nước Việt Nam của mình mỗi khi lễ hội thì có tổ chức ngày này ngày nọ hay không? Ở Úc này cũng vậy nè. Thì một chính phủ nên chúng tôi phải làm. Thí dụ như là ngày tổng thống được một năm nhậm chức thủ tổng thống, rồi thí dụ như là ngày thành lập chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, ngày 30 tháng 4 ngày quốc hận, rồi ngày 19 tháng 6 là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì một chính phủ là phải làm hết tất cả và phải tưởng nhớ tất cả những ngày đó nên phải làm. Còn tất cả hội đoàn họ khác đó, anh chị em thấy họ làm gì? Họ làm cái gì đây mà họ ra họ muốn làm họ phải quyên góp tiền á họ mới làm. Còn chính phủ này chưa có quyên góp của ai nên đừng có ai thắc mắc. Khi nào mà chúng ta đóng góp á thì chúng ta hãy thắc mắc. Còn những người mà lên diễn đàn hay là viết comment á đòi hỏi cái này cái kia chính phủ thì Phan nghĩ là tốt nhất là đừng có đòi hỏi. Trưng cầu dân ý chưa mà đòi hỏi. Nếu chưa trưng cầu dân ý thì đừng có đòi hỏi gì cả. Chính phủ này chưa có lấy được đồng thế nào của ai và tổng thống cũng không có lương. Thành ra nếu chúng ta là công dân để tam Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta còn có quyền hỏi tổng thống, chừng nào tổng thống về mấy tụi con muốn đón tổng thống.
cái đó là cái quyền của công dân để tham Việt Nam Cộng Hòa. Còn những người mà không có trưng cầu dân ý, đừng bao giờ hỏi. Tại vì cái người không có chấp nhận thì đừng có hỏi, nó mất thời giờ lắm. Không ai nghe cái người mà không ủng hộ mình mà hãy cần phải trả lời, đúng không? Thành ra đó, nếu mà chúng ta làm người công dân thì chúng ta hỏi, khiếu nại hay là hỏi cái gì, tại sao lâu quá chưa về, thì chúng ta hỏi được. Tôi thấy rất là lạ, chưa không trưng cầu dân ý, không ủng hộ mà đòi chính phủ này phải chứng minh là sao không đem tiền về nước để cứu đồng bào. Chừng nào chúng tôi lấy lại nhà chúng tôi sẽ lo. Đó là cái nhà Việt Nam Cộng Hòa. Còn nếu không lấy lại nhà thì không có lo. Người ta mua nhà, lấy chủ quyền rồi người ta mới sửa. Bây giờ Cộng sản Việt Nam còn đang cầm quyền ở trong đó thì không ai làm cả. Anh chị em đã thấy là tổng thống muốn xây nhà 126.000 căn nhà cho người nghèo. Mà anh chị em nghĩ là Cộng sản nó đang cầm quyền, cái gì cũng qua tay của nó, làm gặp rất là nhiều khó khăn. Nên tổng thống Đào Minh Quân muốn giải thể Cộng sản Việt Nam nhanh hơn, để về mặt tình mà xây cất nhà, muốn làm gì thì làm. Đó là căn nhà của mình thì mình làm. Thì ba mới trả lời là chúng tôi lấy lại nhà, chúng tôi sẽ sửa nhà. Đó là cái câu trả lời tất cả những người hỏi pha và những người viết comment, hỏi những câu mà không nên hỏi. Tại sao mà mấy chục năm nay đấu tranh là lấy lại chủ quyền Việt Nam thì phải chuẩn bị tất cả những thứ mà có thể tái thiết lại Việt Nam, có thể làm được mà chúng ta mới làm chứ. Tổng thống có từng tuyên bố rằng nếu tổng thống lấy lại chủ quyền Việt Nam mà tổng thống không có tiền để lo cho người dân Việt Nam, tổng thống không có thèm lấy lại chủ quyền Việt Nam. Đó là Hoa đã nghe tổng thống tuyên bố. Thì anh chị em nghĩ là tổng thống có tiền hay không mà muốn lấy lại chủ quyền Việt Nam? Chúng ta đi cứu người thì chúng ta phải lo được cho người chúng ta mới cứu. Không lẽ bây giờ cứu người đang vớt cái người từ ở Dũng Sình lên, xong cái liền trên bờ cái là bỏ đi rồi cho người ta nằm đó hồi người ta chết vậy thôi, khỏi cứu, đúng không? Cứu lên là phải cấp cứu, phải lo cho người ta sống rồi mình mới đi. Vớt lên xong rồi liền lên rồi tôi vớt lên rồi đó, bây giờ chết sống là do tại người đó không muốn lo nữa. Nên tại sao mà phải lấy lại chủ quyền Việt Nam rồi mới lo cho người Việt Nam? Thì Pha sẽ lần lượt trả lời tất cả những cái thắc mắc mà tất cả đồng bào anh chị em trả lời hỏi điện thoại khô mạnh bằng những cái live stream. Thì một tuần Pha và chị Kim sẽ live stream 3 ngày một lần để mà nói về tiểu sử và giải thích nhiều cái mà có thể đồng bào anh chị em muốn hiểu và muốn biết về chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và tổng thống Đào Minh Quân. Thì bây giờ chị Kim có đóng góp gì hơn nữa rồi bây giờ hay là Mai Ngân? Tôi xin bổ túc thêm là chính phủ do tổng thống Đào Minh Quân và tổng thống Trump sẽ tiêu diệt cộng sản Trung Quốc, là cộng sản cuối cùng trên thế giới, quý vị chắc chắn điều đó sẽ xảy ra đi. Quý vị nhớ ngày xưa Việt Cộng còn vô rừng vô gì ở trong rừng thì Mỹ đánh không lại, nhưng ngày nay Việt Cộng ra chợ rồi chết với Mỹ rồi. Chết với tổng thống là chơi game là không thể thắng Mỹ được. Quý vị nhớ một điều vậy đây, đơn giản thôi. Mỹ là người sản xuất game, người sản xuất internet, thì quý vị làm sao thắng? Như vậy quý vị làm rồi, như vậy quý vị không có lối nào thoát hết á. Chỉ một con đường duy nhất để cho quý vị đi là quý vị xin vui lòng tất cả anh chị em trong ngoài nước xin cầu dân ý để cho tổng thống Đào Minh Quân mau sớm lấy lại đất nước, cứu dân cứu nước. Việc cộng bỏ cộng, còn việc lấy lại đất tổ không làm khổ dân. Bỏ cộng còn việc gì không với việc. Dạ, bỏ cộng còn việc. Dạ. Việc không giết việc. Đó là tôi thấy là cái lối của chính phủ đi là không thể xảy. Tức là tôi có nghe clip của Đông Tà nói chính phủ bắt từ con rồng cho tới con ruốc. Hoàng Tôn xin lỗi. Hoàng Tôn nói là quý vị không có thoát đường nào đó nha. Bự thì bắt con bự, nhỏ thì bắt con nhỏ.
đó, chỉ quý vị là trở thành người hiền thôi nha, như người Việt chân chính thôi là ok, không có gì hết, no problem, không có gì hết á. Đó là tôi xin có lời thêm bổ túc cho chị. Thì phải hồi nãy giờ thì anh đã nói là anh đem cái cuốn tiểu sử của tổng thống vào trong hãng, mà bây giờ anh không có bị rầy hay là không có bị hầm hứ nữa, thì thật ra là cái thập bát thước này là có hiệu quả nha. Thì mong rằng á, bây giờ chị Kim là đọc có thể hay hơn ta đó. Bây giờ chị Kim đọc thập bát thước của Thủ tướng Đào Minh Quân ra để cho mọi người á, bây giờ chúng ta là người Việt Nam tổng thống, thì nãy giờ nói Thủ tướng nhưng nó thì bây giờ người Việt Nam của chúng ta nên học cái thập bát thước này đi, để mà khi mà tổng thống lấy lại chủ quyền đất nước thì chúng ta là những người tốt hết rồi, những người mà không có gian tham, không có lừa gạt, và con người ta có đầy đủ tự tin, bản lãnh để mà cùng đưa đất nước Việt Nam lên tự do. Cái đạo đức con người rất là cần thiết. Khoa hay chị Kim hay là anh Tỷ ở đây là những người học Phật giáo, nên Khoa hiểu về cái đạo đức của con người rất là cần thiết. Đó là một cái vũ khí để bảo vệ chúng ta. Khoa nói thiệt, cái đó là đạo đức, là vũ khí để bảo vệ chúng ta sống an toàn trên cái trái đất này. Tại sao chúng ta, khi mà chúng ta có đạo đức thì chúng ta làm lòn là việc tốt không à? Thì khi mà làm việc tốt đó, thì chúng ta sẽ gặp được cái quả tốt. Chúng ta không sợ ai hại mình cả. Khoa tin rằng á, những việc làm của chúng ta nó bao quanh chúng ta, thành ra không có ai hại được cả. Nên tại sao Khoa tin vào trời Phật, Khoa mạnh mẽ hơn, bước vào cái con đường đấu tranh đòi tự do cho Việt Nam, là Khoa tin tưởng vào trời Phật, và Khoa tin tưởng vào cái cách sống của mình, chỉ muốn giúp người cứu người. Cái đó là cái đức tin mà để cho Khoa mạnh mẽ tiến bước. Nên đó, người Việt Nam của chúng ta có tổng thống Đào Minh Quân là một người hường từ đạo đức, nên ra cái 18 thập bát thước này thì để mong rằng người Việt Nam của chúng ta học và quý đồng nhiệm học, để mà làm người Việt Nam chân chính, một người Việt Nam đạo đức, sống trong một đất nước Việt Nam đầy tình thương, đầy đoàn kết, đầy những cái mà hòa bình, để cho nước Việt Nam chúng ta sẽ phồn thịnh lâu dài, vĩnh viễn mà không có bị ai cướp nữa, và cũng không có ai hại nữa sau khi giải thể được Cộng sản Việt Nam. Thì bây giờ phải mời chị đọc cái 18 thập bát thước của Tổng thống Đào Minh Quân gửi đến cho tất cả đồng bào anh chị em nghe. Tổng thống không phải giải thể Cộng sản không, mà dạy chúng ta về đạo đức con người nữa. Mình xin đọc cái thập bát thước mà gọi là 18 điều suy niệm của Tổng thống Đào Minh Quân. Trước khi mình đọc thì mình đọc cái phần này. Sau hơn 20 năm tĩnh tâm tại sa mạc Adelanto, Thủ tướng Đào Minh Quân, lúc đó ngài là thủ tướng, tìm cách thu gọn ý tưởng của các vị tu hành thành 18 điều suy niệm mà ngài đặt tên là thập bát thức. Như vậy là ngài đã, sau hơn 20 năm thì ngài đã đúc kết lại của các ý tưởng của các vị tu hành để cho ra 18 điều suy niệm. Thì chúng ta sẽ nghe 18 điều suy niệm, và sau đó thì xin nhờ chị Pha Lê ghi ở trong cái Facebook 18 điều suy niệm này để cho các bạn có biết. Để em post ra. Điều thứ nhất, kho tàng vô tận của ta là nụ cười. Điều thứ hai, thông minh nhất của ta là tự chủ. Điều thứ ba, công bình nhất ta có là thời gian. Điều thứ tư, bạn thân nhất của ta là sức khỏe. Điều thứ năm, an ủi nhất của ta là bố thí. Điều thứ sáu, sức mạnh nhất của ta là khoan dung. Điều thứ bảy, thông thái nhất của ta là tình thương. Điều thứ tám, hy vọng nhất của ta là tự thay đổi. Điều thứ chín, thành công nhất của ta là sự lễ độ. Điều thứ 10, kẻ thù nhất của ta là tham vọng.
Điều thứ 11, cô độc nhất của ta là mặc cảm. Điều thứ 12, dại dột nhất của ta là tuyệt vọng. Điều thứ 13, đau khổ nhất của ta là tự ti. Điều thứ 14, sai lầm nhất của ta là dối trá. Điều thứ 15, ăn năn nhất của ta là bất hiếu. Điều thứ 16, tật nguyền nhất của ta là ghen tị. Điều thứ 17, yếu đuối nhất của ta là thịnh nộ. Điều thứ 18, thất bại nhất của ta là tự kiêu. Thì cái câu mà yếu đuối nhất của ta là thịnh nộ á, câu 15 gửi đến cho tất cả dư luận viên ở trên Facebook. 17. Là tại sao mà vô cứ chửi cứ nói cái này kia là bây giờ yếu đuối phải không? Sợ thua phải không? Nên nó mới thịnh nộ lên là chửi rồi nói cái này cái nọ. Thì gửi câu này đến cho tất cả những người dư luận viên hay những người mà chưa tỉnh á. Câu 17 của thập bất thức là yếu đuối nhất của ta là thịnh nộ. Nếu mà chúng ta la hét là chúng ta sợ thua nên chúng ta mới la. Thì 18 điều này, suy niệm này đó, nếu chúng ta đọc từng câu chúng ta suy niệm thì chúng ta sẽ trở thành một người Việt Nam chân chính và một người hiền từ đạo đức. Thì những lần sau Pha và chị Kim cũng sẽ giải thích từng câu. Bây giờ thì nó cái live stream nó cũng dài rồi, mong rằng anh chị em đọc đi đọc lại để mà suy nghiệm đi, để làm người Việt Nam chân chính và một người của Việt Nam Cộng Hòa đầy lòng nhân từ, đạo đức, khoan dung và trên môi lúc nào cũng nở nụ cười khi đất nước Việt Nam của chúng ta được tự do. Thì bây giờ thôi nha, bây giờ mình cũng dài rồi, bây giờ mình ngưng và hẹn cái live stream lần sau. Cứ ra là cách 3 ngày thì Pha và chị Kim sẽ lên live stream. Thì bây giờ anh muốn nói ba cái câu trước khi mình ngừng thì cho Kim xin cảm ơn các comment của các anh chị, các cô dì chú bác, anh chị đã coi live stream, đã coi, đã xem cái live stream vừa qua của Pha Lê, của Kim và của anh Phan. Thì xin chân thành cảm ơn và những lời đóng góp, lời cũng như những lời chửi chửi cũng cảm ơn nữa. Tại vì bây giờ mình mà chửi thì chửi không sao đâu, việc mình làm cứ làm, mình chỉ cứu người mà thôi. Mục đích ở đây là Kim, chị Pha, rồi anh Phan, anh Tỷ ở đây, mục đích đó là chỉ muốn giúp dân Việt Nam thoát khỏi cảnh lầm than. Cho nên nó cố gắng lên. Thì cảm ơn những ai đã ủng hộ tinh thần, và cũng cảm ơn những ai đã chống đối. Vì ít ra thì người ta cũng đã nghe được những lời nói của chúng tôi. Thì xin ghi nhận và sẽ cố gắng làm thêm để mà giúp được gì, để cho đất nước Việt Nam sẽ sớm được ấm no, hạnh phúc. Thì đó là điều mong mỏi của chúng tôi. Ngày xưa đó là mà ngày xưa mà nói là lấy lại chủ quyền đất nước hay là mà ra trận đó thì chúng ta cứ nói là súng đạn gương giáo không mà, nhưng mà cái thời này đó hết. Vũ khí của chúng ta là lời nói sự thật chính nghĩa chứ không còn là vũ khí nữa, nên mới kêu rằng cuộc chiến tâm trạng là như vậy. Chỉ có những người đấu tranh dai dẳng bằng cái tấm lòng từ chân thật của mình, yêu quê hương đất nước thì mới kéo dài cái sự đấu tranh và đi đến kết quả thành công. Nếu như mà chúng ta cứ nghĩ là một ngày một bữa thì chúng ta lấy lại chủ quyền đất nước thì chúng ta đừng có làm, không làm được. Tổng thống 30 năm mới là tới giờ phút cuối mới có thể lấy lại chủ quyền Việt Nam. Một cái thời gian mà nếu mình ngồi mình nghĩ đó, mình nghĩ là không, nếu một người không có tu á, không có cái tấm lòng cao cả thương quê hương đất nước, thương đồng bào, mình không có thể nào làm được. Pha chắc chắn không ai làm nổi. Đó là cái mà chúng ta đấu tranh, mà chúng ta phải kiên nhẫn. Nên cái chữ nhẫn á, cộng với chữ nhịn. Nhẫn là chịu tất cả những chê bai, những lời và chửi mắng. Rồi nhịn á thì như thế nào? Nhịn luôn tất trơn. Nói chung là hầu như hai cái chữ nhịn nó đi đôi. Nếu mà giải thích sao mà Pha chỉ biết là không bỏ cuộc,
kiên nhẫn chờ đợi và chấp nhận tất cả những sự chống đối, phỉ báng, chửi rủa là hầu như là phải chúng ta phải nhẫn nhục hết chúng ta mới thành công được. Thì Pha và chị Kim và anh Tỷ đây cảm ơn tất cả anh chị em đang coi diễn đàn, tất cả ghi nhận tất cả những lời đóng góp ý kiến, và chỉ mong là đất nước Việt Nam của chúng ta sớm được tự do. Thì anh chị em hãy mạnh mẽ lên trưng cầu dân ý, vào cái đường link www.trưng cầu dân ý viết tắt .us thì chúng ta có thể điền tất cả những chi tiết cá nhân và đã trở thành công dân của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, thì chúng ta sẽ hưởng được tất cả những quyền lợi mà một người dân sống trong đất nước tự do cần phải có. Thì bây giờ chị mình kết thúc bây giờ nghe một bản nhạc trưng cầu dân ý ha, là hãy lên ba cái nghe bản nhạc trưng cầu dân ý trước đi rồi đọc bài này nha. Yeah. Thì làm Hoa cũng phát cái bản nhạc mà trưng cầu dân ý để mà gửi lớn thay lời nói để kêu gọi toàn dân Việt Nam chúng ta tham gia trưng cầu dân ý ủng hộ Tổng thống Đào Minh Quân giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam sớm nhất để mà cho dân tộc Việt Nam chúng ta được ngẩng cao đầu với thế giới. Thì phải xin mời nghe một cái bản nhạc trưng cầu dân ý. Hô to ba câu. Dân tộc Việt bất khuất, bất khuất, bất khuất, bất khuất, bất khuất. Cương thổ Việt bất phân, bất phân, bất phân, bất phân. Nhân dân Việt bất ly, bất ly, bất ly, bất ly. Bây giờ dân tộc Việt Nam của chúng ta không thể chia cắt, và dân tộc Việt Nam họ bất khuất và kiên cường. Thì thôi bây giờ chúng ta ngưng cái live stream và trước khi Pha chào tạm biệt, Pha cảm ơn Tổng thống Đào Minh Quân hỏi thăm về cái live stream vừa qua đó. Thì Pha ho, nhưng mà cái này một điều kỳ lạ, Pha thấy nó hơi kỳ lạ, nhưng mà cái gì nó chắc nó cũng có nguyên nhân. Thì cái lúc mà Pha lên live stream, mà lúc mà Pha quay quay mà cái những cái đường phố đó,
thì Pha vẫn còn ho, chắc có thể anh chị em cũng nghe đó. Thì Pha có nhận được một tin nhắn từ tổng thống là nói là Pha phải giữ gìn sức khỏe và nhớ tròn khăn để mà đi ra ngoài để không thôi ho. Thì anh chị em đã thấy là một vị tổng thống chỉ kia một đồng nhiệm ho như Pha đây á, là tổng thống đã nhắc nhở như vậy, thì anh chị em Việt Nam của chúng ta nghĩ là tổng thống có lo cho từng người dân Việt Nam hay không? Thì Pha thấy nó một điều kỳ lạ là từ khi tổng thống gửi tin nhắn cho Pha đó, thì sau khi mà Pha đi ở nhà của đồng nhiệm về đó, thì Pha ngồi Pha thức tới 2-3 giờ sáng để mà Pha làm mấy cái chuyện mà Pha cần làm, thì Pha thấy là Pha không có ho. Pha ngồi cho tới 3 giờ sáng, Pha chọn tất cả những cái hình ảnh vỗ đại hội nãy mà Pha gửi đi để mà rửa, thì Pha không có ho, mà cũng bình thường, mà cũng như bình thường, Pha không có làm cái gì khác. Thì sau đó khi mà Pha ngủ tới ngày hôm nay đó, thì Pha chỉ ho 1-2 cái, và bây giờ Pha không có ho nữa. Giờ chắc là tất cả đồng nhiệm hay là anh chị em không có nghe Pha ho nữa. Thì cái đó cũng là một điều kỳ lạ. Thì Pha nghĩ tổng thống chỉ hỏi thăm Pha thôi á, mà Pha đã không còn ho, mà không, Pha không hiểu tại sao. Thì Pha thì hay thắc mắc lắm, không biết là cái gì mà làm cho mình hết bệnh. Giờ hôm nay á, 3 ngày sau mình lên mình live stream mình không ho, nãy giờ đâu có ai nghe Pha ho đúng không? Chính xác. Cái đó là một điều kỳ lạ. Kỳ lạ hết ho. Mà thường á, là ho lâu hết lắm quý vị. Mà đó là nếu một mà cái ho thì lâu hết. Nên nó Pha thắc mắc lắm. Mà tổng thống chỉ hỏi thăm mình và dặn mình vấn khăn tròn cổ xong mà mình hết bệnh dạ. Bây giờ cái này chắc tổng thống mới biết chứ em không có biết. Nên đó, Pha nói thiệt chứ tổng thống có rất là nhiều cái tài mà tất cả chúng ta không có biết nên không có tin. Pha là người cũng tiếp xúc với tổng thống nên Pha biết được những thứ mà tổng thống có và người khác không có. Đó là tại sao Pha phải mạnh mẽ lên ủng hộ và hỗ trợ tổng thống, live stream thường hơn và cất lên tiếng nói mạnh mẽ hơn những người khác. Là Pha đã biết, Pha đã đi đúng một con đường mà Pha đã chọn, cứu lấy đồng bào mình. Và một việc phước tiện, và một việc tu tâm, và một việc mà hành đúng với một con người cần phải sống trên thế gian này. Thì một lần nữa Pha cảm ơn Tổng thống Đào Minh Quân, và Pha xin trân trọng kính chào Tổng thống cùng quý đồng nhiệm, tất cả đồng bào cô chú bác khắp nơi trong và ngoài nước. Chúc một đêm an lành, luôn có sự bình an trong tâm hồn và thanh tâm an lạc. Và Pha trân trọng kính chào. Trước khi chào thì Kim xin nhắc nhở quý cô dì chú bác, anh chị em, vì người Việt mình có một cái câu nói là dịp mai không đến hai lần. Xin nghiệm câu đó và tiếp nhận những gì mà may mắn đến với đất nước mình để không phải vụt mất. Bây giờ xin Kim xin chào, con xin kính chào ngài Tổng thống Đào Minh Quân và phu nhân. Con xin kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, các vị tướng lãnh trong chính phủ Việt Nam lâm thời đề tam Việt Nam Cộng hòa, các vị đại biểu và các vị đồng nhiệm, các cô dì chú bác, các quý anh chị em. Xin kính chào tạm biệt và xin chúc tất cả được dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc, và hy vọng chờ đón một ngày mai tươi sáng cho đất nước Việt Nam mình, một ngày rất gần. Xin kính chào. Con cũng xin chào tạm biệt Tổng thống Đào Minh Quân và phu nhân, và Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, và các đại biểu và đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời tam Việt Nam Cộng hòa. Và xin chào tất cả anh chị em trên toàn thế giới. Cũng xin chúc tổng thống Đào Minh Quân phu nhân được nhiều sức khỏe và mau sớm thành công trong việc giải thể chế độ cộng sản tại Việt Nam. Yeah. Cảm ơn. Xin kính chào.
xin kính chào. Kính chào.